không tìm thấy máy chủ thì nó lại liên quan đến SQL. Thế là em phải kiểm tra coi SQL của em nó có hoạt động không. Nếu không thì phải tải bộ cài SQL về cài. Kể lại, chị Hoài ơi, em sinh năm 90, em còn nhỏ lắm. Ở đây danh sách các em thấy có mấy chị sinh năm 83 nè, sinh năm 85 nè. Em còn nhỏ lắm chị ạ. Chỉ có điều là tại vì thay vì giống mấy chị á, là mấy chị làm một công ty, còn em á, thì hồi xưa á, là em làm ở Misa, em làm Misa được 5 năm, 5 năm xong cái em ra trường là em bung ra luôn, là em mở công ty dịch vụ kế toán luôn. Nên là thành thử ra là cái kinh nghiệm với lại cái sự mà tụi em va vấp nó nhiều hơn mấy chị một chút xíu thôi. Chứ còn nếu mà em mà cũng đi làm một công ty mà tới giờ này thì chắc nó cũng không có nhiều kinh nghiệm được như thế. Tại vì do tụi em làm dịch vụ kế toán mà 1 năm tụi em quyết toán, năm nay này, năm nay ít nhất là đang có 5 công ty quyết toán. Chị có hình dung 1 năm quyết toán chừng đó công ty thì tự động kinh nghiệm của mình sẽ được dồn dồn từ từ và mình sẽ có thôi, chứ mình không có giỏi giang hơn ai cả. Cô ở đâu mà giỏi vậy? Đi lên trên Google search đại lý thuế Satasa quận 5. Hiện tại á, là đại lý thuế Satasa của em là có khoảng 300 doanh nghiệp. Bây giờ các bạn hồi xưa thì cực thôi, bây giờ thì giống như kiểu là nó đã vào guồng hết rồi. Nên là các công việc của các bạn kế toán viên á, họ đã tự nhập liệu. Còn mình á, thì mình chỉ ở cái mức gọi là quản lý. Tại vì mình là một trong những hội đồng quản trị sáng lập ra công ty. Nên là công ty em hồi xưa là có 3 người, trong đó là chính là cô giáo của em là người đồng sáng lập công ty luôn. Nên là mình học được ở môi trường thực tế, cộng với lại mình học được những kiến thức trong trường á, rồi cô giáo kèm theo nữa, nên là mình may mắn hơn các bạn là mình có tiếp xúc và va chạm rất là nhiều, nên là mình có được cái kiến thức gọi là kiến thức thực tế á, mọi người. Không có ai hơn ai cái gì cả, chỉ là đúc kết kinh nghiệm thôi. Kinh nghiệm đi quyết toán sướng nhất là chia sẻ kinh nghiệm quyết toán ha, tại vì không ca nào giống ca nào cả. Rồi, chúng ta bắt đầu vào buổi học ngày hôm nay. Khi nào có thời gian thì mọi người em tâm sự cho mọi người. Bây giờ mọi người sẽ nhìn vô tiếp tục cái bài tập của mình ở cái phần 5 là các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ở cái phần 3 La Mã là quản lý quỹ. Mọi người nhìn vô cái phần quản lý quỹ ha. Thì cái phần quản lý quỹ này của mình sẽ có các 4 cái nghiệp vụ phát sinh, và cái phần ngân hàng mình cũng có 4 cái nghiệp vụ phát sinh. Thì nói chung là những cái nghiệp vụ liên quan đến quỹ và ngân hàng em sẽ không chia sẻ, tại vì thực ra là nó rất là đơn giản, chỉ cần vào quỹ và mình hạch toán đúng những cái nghiệp vụ phát sinh là được. Ví dụ như là thu tiền, ví dụ như là chi tiền, cái nghiệp vụ này thì ai cũng biết, các bạn không cần phải thực hành quá nhiều các bạn, tại vì đa số ví dụ như mình thu tiền khách hàng thì mình làm trong phân hệ thu tiền quỹ hoặc ngân hàng mình làm. Thì như vậy là mọi người chú ý giúp em là em sẽ bỏ đi cái phần quản lý quỹ và cái phần ngân hàng, để mọi người cái này mọi người nếu mà cần đó thì mọi người có thể tự thực hành sau ha. Hai cái phần này nó đơn giản lắm nên là em xin phép bỏ, và cái phần kho cũng vậy luôn. Mình sẽ bỏ 3 phần, đó là phần quỹ, ngân hàng và kho, và bây giờ mình sẽ đi tiếp tục, đó là phần công cụ dụng cụ, được không ạ? 3 phần này em thấy không có gặp nhiều. Rồi, mình không có gặp nhiều ha. Nên là mình sẽ bỏ qua cái phần này. Rồi, chúng ta sẽ đi tới cái phần đó là công cụ dụng cụ. Rồi, công cụ dụng cụ thì nó có 2 phần, một là phần khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ, và hai là mình sẽ có một cái nghiệp vụ là mua mới công cụ dụng cụ phát sinh trong tháng 1. Thì ở đây mọi người có nhớ là hồi đầu mình có nghiệp vụ, hình như là mình có một cái phần gọi là khai báo công cụ dụng cụ, khai báo cái tài khoản 242 là tài khoản tổng hợp đúng không? Mọi người nhớ này. Em chỉ cho mọi người xem lại cái phần gọi là nghiệp vụ nhập số dư ban đầu. Mọi người nhớ là mình có một cái nghiệp vụ là đây, mình có một cái nghiệp vụ là 242, đây chi phí trả trước là 80 triệu, và cái 80 triệu này là như thế nào ạ? Là mình mới mới đưa vào cái tài khoản tổng hợp là của 242 thôi, và mình chưa khai báo coi là 242 này là của cái gì, được không mọi người? Và mọi người sẽ căn cứ vào cái bảng gọi là bảng phân bổ công cụ dụng cụ hoặc là bảng danh sách công cụ dụng cụ mà kế toán cũ họ chuyển cho mình, dựa trên cái bảng cân đối tài khoản mình thấy có số dư 242. À, bắt đầu mình gọi điện. Alo, chị kế toán cũ hả? Chị cho em xin cái file gì? File phân bổ chi phí trả trước hoặc là file danh sách tài sản công cụ dụng cụ để em nhập vô trong cái dữ liệu đầu kỳ của năm 2021.
Hay là họ sẽ cung cấp cho mình một cái file giống như là cái file ở trên file Excel, trên cái báo cáo của mình ha. Bao gồm là gì? Mã công cụ dụng cụ, tên công cụ dụng cụ, số lượng ngày ghi tăng, quan trọng là tổng số kỳ phân bổ và đã phân bổ bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, tổng giá trị bao nhiêu, đã phân bổ bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, đúng không ạ? Và cái tài khoản chờ phân bổ chính là tài khoản chi phí đó, nó là tài khoản nào? Thì bây giờ em sẽ tiến hành em hướng dẫn mọi người khai báo cái phần công cụ dụng cụ đầu kỳ nha. Chúng ta sẽ vào trong cái phần hồi hôm bữa trước á, mình khai báo các tài khoản như công nợ khách hàng nè, công nợ nhà cung cấp, công nợ nhân viên, mình khai báo ở trong cái phần nghiệp vụ nhập số dư ban đầu đúng không? Bây giờ mình khai báo cái đầu kỳ của công cụ dụng cụ nào, mình sẽ không phải vào phần này, mình sẽ vào trong cái phần nghiệp vụ công cụ dụng cụ và vào trong cái phần khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ. Rồi mọi người nhìn vào cho em ạ. Để khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ, các anh chị vào thao tác như sau: nghiệp vụ công cụ, chọn khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ, rồi ghi vào nha. Nghiệp vụ công cụ dụng cụ, khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ, rồi tích nó vào giùm em ạ. Đó, nó sẽ hiện lên một cái bảng như thế này. Sẽ có rất là nhiều người thắc mắc là một tí xíu sẽ câu hỏi thắc mắc rất là hay đây. Rồi bây giờ mọi người nhập vào nè. Mã công cụ dụng cụ là LD50. Rồi chúng ta cùng thực hành nhé. LD50. Mọi người nhấn nút tab để cho nó qua cái dòng, qua cái cột tiếp theo này. Nó là máy sấy khí LD50HA. LD50. Máy sấy khí LD50 50 HA. Rồi tiếp theo, cái loại công cụ dụng cụ này thì mình sẽ căn cứ vào cái loại công cụ dụng cụ phát sinh trong kỳ để mình làm. Nhưng mà ở đây thì mình có thể bỏ qua cái phần loại và nhóm công cụ dụng cụ ha. Cái phần ghi tăng cũng có thể được bỏ qua. Rồi đơn vị tính ở đây nó là cái, mình ghi chữ cái. Số lượng của nó là 6 cái, được không ạ? À? Ngày ghi tăng của nó là ngày 1 tháng 5 năm 2019, 01/05/2019. Rồi tổng số kỳ phân bổ của nó là 24 kỳ. Tổng số kỳ phân bổ còn lại, tổng số kỳ phân bổ còn lại là 16 kỳ. Giá trị công cụ dụng cụ là 120 triệu. Giá trị đã phân bổ là 640 triệu. Như vậy nó còn lại 80 triệu bằng đúng với lại cái số dư của 242, đúng không ạ? Còn giả sử trong trường hợp nó không bằng nữa, điện tiếp tục liên quan tới kế toán cũ: alo chị ơi, tại sao bảng công cụ dụng cụ của chị nó lại không khớp với tài khoản 242, giải thích cho em đúng không, để mai mốt em còn biết em tài chính với cơ quan thuế nữa chứ. Rồi bảng phân bổ công cụ dụng cụ này của chị nó có chính xác hay không, có đúng mã đơn vị nè, ở đây nó đang làm cho phòng nào, tài khoản chờ phân bổ của nó là 6273 đúng không, nó là phân xưởng sản xuất. Rồi thì thiết lập phân bổ cho nó sẽ là tài khoản nào? 6273 đó, được không ạ? Tiếp theo, sau khi đã xong phần này rồi thì nhấn kết, được không ạ? Rồi khi cấp thì phần mềm sẽ báo như thế nào? Bạn cần phải nhập số dư đầu kỳ cho tài khoản 242 để số liệu giữa sổ cái và sổ theo dõi công cụ dụng cụ khớp nhau. Trả lời nó liền: tôi nhập rồi, tôi nhập hồi ban đầu rồi, nên là bỏ qua thông báo này dùm em nha. Như vậy dư nợ của cái tài khoản 242 nó sẽ khớp với lại cái phần công cụ dụng cụ. Bây giờ muốn biết nó nhảy vào đâu đúng không? Mọi người vào công cụ dụng cụ, mọi người vào sổ theo dõi công cụ dụng cụ, mọi người sẽ thấy nó hiện lên cái phần máy sấy khí này. Rồi có một câu hỏi, trả lời, ai trả lời được câu hỏi này nha. Bây giờ giả sử như em khai báo xong rồi, em phát hiện ra là em khai báo thiếu mất một cái máy hoặc là một cái công cụ dụng cụ khác thì em làm như thế nào? Ai trả lời được không ạ? Không, chị đang hỏi là nếu giả sử như em phát hiện ra em thiếu một cái công cụ dụng cụ nữa thì em sẽ khai báo ở đâu? Vô nghiệp vụ tiếp, vô công cụ dụng cụ tiếp, đúng rồi, làm lại, chính xác. Xong rồi làm lại xong mở lên hoang mang: chị ơi, cái công cụ dụng cụ hồi nãy em khai nó mất tiêu rồi. Có hỏi vậy không? Chắc chắn là có. Ai mà làm cái này lần đầu là chắc chắn sẽ nó có. Nói rằng nó hồi đầu nó có một cái dòng đây nè, xong rồi hồi sau thiếu
một công cụ dụng cụ xong rồi vô lại thấy nó mất tiêu. Dạ xin thưa cái bảng này chỉ là bảng khai báo, nếu bây giờ khai báo thêm một mã mới là nó tự động nhảy vô trong phần danh sách này tiếp theo chứ không phải nó bị mất nha. Nên là mọi người đừng hoang mang, trong trường hợp mọi người đã khai báo một mã xong rồi, mọi người phát hiện ra nó thiếu mất một mã nữa thì mọi người cứ vào mọi người khai báo mới bình thường và nhấn dùm em cái nút cất nó nằm ở đây nè, đó, nhấn vào nút cất ở đây một cái là tự động nó sẽ được cập nhật vô trong phần danh sách và sổ theo dõi công cụ dụng cụ này. Được không ạ? Rồi, câu hỏi tiếp theo, giả sử trong trường hợp em khai sai một cái thông tin nào đó của cái công cụ dụng cụ này, ví dụ như số kỳ phân bổ của nó là 22 tháng chứ không phải 24 tháng thì chúng ta làm như thế nào? Ai bật mic trả lời giúp em? Hương trả lời giùm chị coi Hương. Chính xác. Nháy chuột vô là nó sẽ ra và sửa nha. Nhưng mà chỉ sửa trong được trong trường hợp nào? Trong trường hợp là chưa tính phân bổ công cụ dụng cụ sau đó. Nếu giả sử như đã phân bổ công cụ dụng cụ hết nguyên một năm rồi, xong rồi phát hiện ra à cái công cụ dụng cụ này đầu kỳ mình khai sai một số thông tin nào đó, ví dụ như nó phân số tiền phân bổ hàng kỳ nó là 4 triệu thay vì 5 triệu, thì làm sao? Thì chúng ta phải bỏ toàn bộ những cái phân bổ công cụ dụng cụ trước đó và chúng ta sẽ sửa mới sửa được cái này, được không? Mọi người chú ý nha, khi khai báo thì mọi người chú ý là phải khai báo các thông số cho nó chính xác, xong đó mọi người mới tiến hành mọi người phân bổ. Rồi mọi người khai báo công cụ dụng cụ vào đi. Rồi xong rồi, rồi mọi người giỏi quá. Bạn Thơ hay quá ha, nghiệp vụ công cụ dụng cụ khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ luôn. Rồi tiếp theo, tích đôi lên cái tài khoản chi phí ở cái tab gọi là thiết lập phân bổ á. Cái gì vậy Ngọc Tuyết? Rồi tiếp theo, nghiệp vụ thứ hai là mua mới công cụ dụng cụ trong tháng 1, thông tin như sau. Ngày 18 tháng 1 có mua 2 cái máy in màu của công ty Bobo, đưa vào dùng ngay và thanh toán bằng tiền mặt. Rồi, khai báo công cụ dụng cụ trong vòng 24 tháng dùng cho phòng kế toán. Phân bổ công cụ dụng cụ trong tháng 1, đó là yêu cầu của bài ha. Rồi, bây giờ mua thì chúng ta hạch toán như thế nào? Đây, mọi người nhìn nè. Trên cái phần công cụ dụng cụ á, nó sẽ có một cái tab ghi tăng công cụ dụng cụ, nhưng mà không phải mua công cụ dụng cụ là vào tab công cụ dụng cụ để làm, mà mua công cụ dụng cụ để nó sẽ chia làm hai bước nha. Bước thứ nhất là chúng ta vào mua hàng, được không ạ? Chúng ta hạch toán cái chứng từ, tức là cái hóa đơn mà mua công cụ dụng cụ đó đã đặt trước, sau đó chúng ta mới vào trong phần công cụ dụng cụ chúng ta ghi tăng công cụ dụng cụ. Bởi vậy nó mới có bài toán xảy ra là gì? Chúng ta mua hàng, chúng ta định khoản 242 nhưng mà chúng ta quên mất chúng ta không có ghi tăng. Thành thử ra là 242 đầu kỳ phát sinh trên bảng cân đối tài khoản thì có 242 nhưng mà trên sổ công cụ dụng cụ là không có, dẫn đến nó lệch giữa sổ công cụ dụng cụ cuối kỳ và bảng cân đối tài khoản 242. Như vậy ghi tăng công cụ dụng cụ có hai bước, mọi người ghi dùm Huyền nha. Bước đầu tiên là vào trong phần mua hàng. Tích vào cái tab là mua hàng hóa dịch vụ thông thường nè. Rồi sổ mũi tên xuống nè. Chọn chứng từ mua hàng hóa và chọn là mua hàng không qua kho. Được không ạ? Mua hàng không qua kho, mua hàng trong nước không qua kho ở dòng thứ hai. Rồi. Có người hỏi Huyền rằng là chị ơi, em mua về là mua nhập kho xong sau đó em sẽ xuất từ từ ra để em sử dụng. Có, thực tế có trường hợp này nhưng mà rất là ít. Bây giờ các doanh nghiệp người ta khôn lắm, người ta không có cái giống như ngày xưa là ngày xưa mình sẽ học là à, mua công cụ dụng cụ về là mua đưa vào tài khoản 153 xong sau đó mới xuất từ 153 sang 242 để phân bổ từ từ. Nhưng xin thưa bây giờ không có ông giám đốc nào ông rảnh là ông mua một cái máy tính để ông để ở trong kho xong từ từ ông xuất ra ông xài. Chỉ có trong trường hợp là mình có xảy ra trong trường hợp gọi là bộ phận sản xuất, công ty nào mà có sản xuất hoặc xây dựng á, thì người ta sẽ mua một lô cái phần gọi là công cụ dụng cụ về người ta để trong kho, xong sau đó người ta xuất từng cái cho các công trường hoặc là cho các phân xưởng thì có. Còn như những công ty thương mại bình thường thì xin thưa rằng là không ai rảnh như thế, nên là bỏ qua cái phần là mua hàng nhập kho đối với lại 153 đi, chuyển luôn là mua hàng trong nước không qua kho và sử dụng luôn tài khoản 242 để ghi tăng cho những chi phí, ví dụ như là chi phí trả trước.
là 242 đúng không? Chi phí trả trước như là tiền tiền điện nè, tiền tiền điện thanh toán 3 tháng trả trước nha, chứ không phải trả sau nha, trả sau là khác nữa. Còn đây Huyền đang nói là trả trước là đưa vào toàn 242 không đúng không? Rồi mua máy tính về sử dụng nè, rồi mua công cụ dụng cụ, ví dụ như là máy lạnh, máy in, rồi bàn làm việc các thể loại đúng không? Bây giờ mình sẽ vào mua hàng trong nước không qua kho, mình chọn nhà cung cấp là Bo 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 Bo. Rồi, ngày ghi tăng của mình là ngày 18 tháng 01 2021. Rồi, chọn mã hàng của mình là gì đây ạ? À? Máy in. Máy in mình đã có chưa? Chưa có thì mình sẽ nhấn click vô dấu cộng ở đây ha. Rồi mình click vào dấu cộng ở đây, mình chọn đó là máy tính. Rồi mình tạo một cái tên của nó là máy tính 01. À nó có hai cái máy tính thì mình để là máy tính thôi ha. Rồi tính chất của nó là để là vật tư hàng hóa. Kéo xuống để là vật tư hàng hóa luôn ha. Rồi ở đây nó là hai đưa vào sử dụng mua hai máy tính, mình có thể nói là bộ cũng được ha. Trừ xem thử trên hóa đơn nó là gì. Máy in màu, em xin lỗi, quán gà rồi. Máy in màu chứ không phải máy tính nha. Máy in màu. Rồi. Không cần kho nha, chỉ cần thuế suất thôi, tại vì cái hàng này mình không mua về, mình nhập kho. Rồi sau đó mình cất. Thì như vậy á, cái tài khoản chi phí ở đây của mình sẽ là tài khoản 242. Được không ạ? Rồi qua bên tab thuế, à xin lỗi, kéo ra đằng sau để nhập số lượng đơn giá. Đơn giá của nó, cái này của nó là hai, là số lượng là hai, mọi người nhập giùm em nha. Đơn giá số lượng là hai, đơn giá là 8150. 8150. Thành tiền của nó là 16 triệu ha. Rồi, tổng số tiền thanh toán của nó thuế 10% có ha. Tổng số tiền thanh toán của nó là 17930. Rồi, qua tab thuế, qua tab hóa đơn, gõ số hóa đơn vào giùm em ạ. À. Số hóa đơn của em là 0001248. Rồi. Mua hàng trong nước không qua kho nha mọi người. Ở đây nó nói là dùng ngay và thanh toán bằng tiền mặt. Mọi người chọn là thanh toán ngay bằng tiền mặt giùm em nha. Rồi, như vậy là em đã hạch toán xong chứng từ mua cái máy in này về đúng không ạ? Rồi, em ví dụ cho mọi người, giả sử như mọi người nhận được một cái chi phí, gọi là chi phí trả tiền thuê mặt bằng trong 6 tháng, thì mọi người cũng vào mua hàng, nếu trong trường hợp mọi người nhận được cái hóa đơn đúng không ạ? Mọi người nhận được hóa đơn thì mọi người vẫn vào mua hàng dịch vụ hoặc là mua hàng không qua kho, cái nào cũng được hết. Mọi người nhập cho tạo cho em một cái mã là chi phí thuê văn phòng, và mọi người vẫn hạch toán nợ của 242 và có của 111 hoặc 112 bình thường để hạch toán cái chi phí 242 này. Sau đó mọi người bắt đầu tiến hành ghi tăng trên phần mềm Misa từ 2015, em không nhớ từ 2015 hay là trước đó nữa, thì trên phần mềm Misa nó chỉ có một cái phần ghi tăng công cụ dụng cụ, nó không hề có ghi tăng chi phí trả trước nha. Trên này nó sẽ có một cái nè, nghiệp vụ. Mọi người hình dung này, khi mà alo lên tổng đài các bạn hỏi là tôi muốn ghi tăng cái chi phí này, thì các bạn sẽ hỏi bạn là à chị ơi, chi phí này của chị là chi phí trả trước hay là công cụ dụng cụ? Thì nếu là chi phí trả trước, các bạn ấy sẽ hướng dẫn các bạn là à nếu vào chi phí trả trước thì chị sẽ vào nghiệp vụ tổng hợp và vào cái phần chi phí trả trước này để ghi tăng. Đây, nó là chi phí trả trước này. Nó cũng sẽ có cái kiểu là ghi tăng giống như, tức là mình sẽ ghi tăng cái phần chi phí trả trước này ra để mình phân bổ từ từ. Còn nếu chị xác định đó là công cụ dụng cụ của chị thì chị vào nghiệp vụ công cụ dụng cụ để chị ghi tăng cái công cụ dụng cụ này. Được không ạ? À? Bạn nào thích thì bạn đã tách ra, nhưng mà đối với lại những công ty làm dịch vụ như em á, thì em nói thật với chị là không có khi nào mà em tách làm đôi như vậy hết trơn á. Để và sao mai mốt em so sánh ở cái sổ công cụ dụng cụ một tab duy nhất cho nó dễ. Tại vì thực ra là chi phí trả trước hay là công cụ dụng cụ thì nó cũng hiểu nôm na đó là một cái khoản chi phí mình đưa vào tài khoản 242 để mình phân bổ từ từ. Còn những đối với những anh chị gọi là cầu toàn hơn hoặc là kỹ hơn thì các anh chị mới phải tách ra cái nào là chi phí trả trước và cái nào là công cụ dụng cụ.
ha. Em phân tích hai cái cho các anh chị hiểu, là các anh chị thích làm theo kiểu nào thì làm, nhưng mà làm kiểu nào thì lên báo cáo tài chính nó cũng sẽ giống nhau, được không ạ? Rồi bây giờ các anh chị sẽ vào trong trong cái phần ghi tăng này ha, công cụ dụng cụ ghi tăng vào đây, và trong phần nghiệp vụ công cụ dụng cụ ghi tăng công cụ dụng cụ cũng được, hoặc là vào trong cái phần công cụ dụng cụ ở dưới này nó có một cái phần ghi tăng ở đây, được không ạ? Mọi người nhấn nút thêm ở đây để ghi tăng cũng được, ở đâu cũng được ha. Rồi ở đây thì mọi người sẽ lấy chứng từ này, mọi người nó có cái chữ là lấy chứng từ xuất kho mua hàng, tích vào đây sẽ nào, xuất kho mua hàng không qua kho, mọi người chọn nguyên một năm, mọi người lấy dữ liệu, mọi người thấy không ạ? Thì mọi người sẽ thấy được cái chứng từ mà mọi người hạch toán 242 hồi nãy, mọi người nhấn đồng ý và nút chọn vào đây. Thì lúc này nó sẽ tự lên cái phần chứng từ ghi tăng và ngày ghi tăng cho mọi người. Và qua bên nguồn gốc hình thành ở đây, nó cũng sẽ có cái ngày chứng từ ở đây cho mọi người. Và mọi người so sánh nè, cái số phần ghi tăng này nó phải khớp với lại cái phần thành tiền phía trên. Rồi kỳ phân bổ ở đây phần mềm cho mình là 24 tháng thì mình gõ 24 tháng vào ha. Rồi loại công cụ dụng cụ ở đây thì mình có thể bỏ trống, được không ạ? Đơn vị sử dụng ở đây là phòng kế toán thì mình sẽ chọn là phòng kế toán. Rồi mình qua cái phần thiết lập phân bổ và mình để nguyên là tài khoản 6423. Nó đúng rồi, nó có sự đúng không? Rồi như vậy là em vừa ghi tăng xong công cụ dụng cụ, và ngày ghi tăng là ngày 18 tháng 1 năm 2021 bằng đúng với cái ngày em mua cái công cụ dụng cụ này về em sử dụng. Sau khi điền đầy đủ các thông số ghi tăng xong rồi thì mình nhấn ghi tăng, được không ạ? Rồi như vậy là trên sổ theo dõi công cụ dụng cụ bây giờ mình sẽ có hai cái, đúng không? Một cái là của cái gì ạ? Một cái là của cái máy in màu, và một cái là gì? Một cái là của cái máy sấy khí hồi đầu kỳ ha. Rồi mọi người ai đã thực hiện xong thao tác ghi tăng thì mọi người chắc là 2020 không có phần lấy chứng từ thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta vào lại cái phần ghi tăng dùm em nha. Mọi người nhấn vào nút thêm, thay vì ở cái phần trên nó sẽ có cái phần là lấy chứng từ viết dưới này, thì mọi người vào luôn cho em là nguồn gốc hình thành, không cần phải vô trên kia, vô chỗ nguồn gốc hình thành dùm em. Và mọi người nhấn vô chữ chọn chỗ này, và mọi người cũng chọn là năm nay, và mọi người để cái loại chứng từ là tất cả, được không ạ? Mọi người nhấn lấy dữ liệu, được không? Thì lúc này nó cũng sẽ hiện ra, có thể là hiện ra rất là nhiều những cái chứng từ. Và mọi người ngay cái chỗ nợ chỗ này này, mọi người lọc giùm em 242 là mọi người cũng thấy được cái chứng từ đó hiện lên. Và mọi người tích vào cái chứng từ đó và nhấn đồng ý để nó lên trên cái phần nguồn gốc hình thành. Sau đó mọi người sẽ phải ghi lại mã công cụ dụng cụ, tên công cụ dụng cụ. Đó, đấy là cái tiện ích của 2021 so với 2020, đúng không? Rồi Nguyễn Thị Hoàn ơi, sao hồi sáng nghe được mà bây giờ lại chưa nghe được? Phương Trần, em nhập ghi tăng rồi mà không cho em cất. Rồi, em ơi, em nhắn hô cha cho chị đi. Rồi, mọi người cho mọi người 2 phút để mọi người nhập vào nhé. Em nói thật với chị là năm ngoái em cũng có chơi cái trò này nè. Em tạo một group, xong rồi em thu phí, xong rồi em tư vấn. Nhưng mà em nói thật với chị là nó mất rất là nhiều thời gian, và nhiều khi mình không hỗ trợ được người ta. Và đã có trường hợp là em năn nỉ, em trả lại tiền cho chị luôn. Em nói chị ơi, bây giờ thực sự là em không có thời gian. Và đúng là không có thời gian thật mọi người ạ. Tại vì không phải lúc nào em cũng online để em tư vấn được với cho mọi người. Nên là bản thân em, thứ nhất là một mình em bản thân không thể làm được những cái chuyện này. Ví dụ như em thà em không thu phí mọi người, khi mà mọi người hỏi em thì em có quyền trả lời hoặc không trả lời. Trong trường hợp em bận thì em không thể trả lời, trong trường hợp em rảnh thì em trả lời cho mọi người được. Chứ còn nếu mà bây giờ mọi người nói em, giống như có rất là nhiều em thấy rất là nhiều bạn sẽ tập hợp thành một group xong rồi thu phí cái group đó như thế nào, nhưng em thấy nó không khả thi. Tại vì là nó em sợ là em sẽ không hỗ trợ được mọi người, chính xác là như thế. Tại vì mình không biết khi nào mình bận cả. Nên là mọi người
trong lớp nếu mà đã học của em rồi thì cứ nhắn cho em, trong trường hợp nếu mọi người cần tư vấn em sẵn sàng tư vấn, em vẫn tư vấn cho mọi người bình thường mà. Còn cái việc thu phí không thu phí chắc là em sẽ không 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 thu phí đâu mọi người ạ, à. Tại vì em thích tự do thoải mái hơn là ràng buộc. Rồi đọc Ultra đi Tuyết ơi, đợi cô chút. Một bốn hai hai sáu, rồi rồi mật khẩu 4 3 7 7. Rồi sao em làm gì trên này trời? Khai báo công cụ dụng cụ, người ta để cái chữ là bấm vào đây để thêm mới, mà làm gì ở trên cái sọt, cái chỗ sọt công cụ dụng cụ của người ta vậy trời? Nhập trực tiếp cho nó làm gì? Có cái đó là cái phần để dùng để tìm á, tìm công cụ dụng cụ á. Bây giờ em chuyển cái đó đó xuống dòng, cái bấm vào đây để thêm mới dùng dùng cho cô đi. Rồi em đợi cô chút. Chị Tuyết ơi, chị copy luôn cái chữ LD50 xuống phía dưới giùm em nào. Sao lại còn sót một cái từ đó vậy? Rồi đọc Ultra giùm cô đi em. Rồi mật khẩu. Rồi nó cảnh báo cho em này, cái tổng số tiền, à tại vì sao? Tại vì của em là 2019, tức là từ 2020 trở về trước, là mọi người nhìn em thao tác nha. Có phải là thay vì mọi người sẽ có một cái chữ gọi là ghi tăng ở phía trên đúng không? Thì mọi người sẽ phải qua bên tab thứ tư là tab nguồn gốc hình thành. Mọi người chọn nguồn gốc hình thành chỗ này, rồi mọi người tích vô đây là nó sẽ ra được cái phần cái chứng từ phiếu chi để mua cái công cụ dụng cụ này đúng không? Sau đó mọi người phải lên đây, mọi người gõ lại cái số tiền giùm em là 16 triệu 300. Đó, 16 triệu 300. Số kỳ phân bổ là 24 kỳ. Rồi, còn à không, chỗ này nó là 8 8 triệu mấy trăm ta, để coi lại nào. Rồi, 8 triệu 150. Đó, tiếp theo là mọi người ghi số lượng ở đây là 2. Nó sẽ là 13 16 triệu 300, số kỳ phân bổ là 24 kỳ, số tài khoản chờ phân bổ là 24. Ngày ghi tăng là ngày 18/01/2021. Rồi đơn vị sử dụng là phân xưởng sản xuất, đâu có đâu, đơn vị sử dụng của cái máy này là gì? Là phòng kế toán, đúng rồi. Phân bổ, tiếp là phân bổ là 6/04/2023. Nguồn gốc hình thành bây giờ nó đã khớp rồi đó, bây giờ mới tiến hành ghi tăng, được chưa? Số lượng à, cái ở cái đơn vị sử dụng số lượng đang để là 1, mình sẽ để là 2. Rồi mình ghi tăng. Như vậy là mình thấy tiện ích giữa hai cái 2020 và 2021 rồi đúng không mọi người? Khác hẳn nhau đúng không? Thấy cô thao tác cái phần kia thích hơn đúng không? Rồi, như vậy là trên cái file này của em là đúng rồi nè. Rồi. Quay lại cái bạn bên này, rồi tiếp tục đi. Trời ơi, nhập nhập tiếp đi. Mình đã không qua kho rồi nên là mình đâu có quan tâm nữa em. Rồi trong lúc mà đợi các anh chị còn đang đi sau một tí xíu thì Huyền sẽ chia sẻ một câu chuyện ha. Bây giờ giả sử trong trường hợp mà các anh chị theo dõi ở bên ngoài, các anh chị hồi nãy mình có nói là à, giả sử như mình trả tiền thuê nhà trả trước đi, kỳ hạn của nó là 3 tháng, mình sẽ đóng 10 triệu để mình trả cho 3 tháng, thì mỗi tháng nó khoảng 3 3 triệu mấy đúng không? 3 triệu 3. Thì như vậy trên phần mềm mình phân bổ được. Mình phân bổ được không? Mình phân bổ được. Nhưng trong trường hợp là mình trả sau, tức là mình không trả mà mình cứ phải trích trước chi phí trả trước vào hàng tháng, xong rồi cuối mỗi quý mình mới quay lại mình trả tiền nhà cho bà chủ nhà, mặc dù bà chủ nhà không thích chuyện đó, nhưng mà mình đẹp mình có quyền mà đúng không? Tôi phải xài trước sau đó tôi mới trả sau, tôi không có bị chuyện là tôi trả trước xong tôi cấn trừ từ từ. Thì như vậy trên phần mềm có theo dõi được hay không?
Dạ, xin thưa là phần mềm không theo dõi được ha. Thì không theo dõi được thì lúc này các anh chị phải làm như thế nào? Có phải là khi mà các anh chị hạch toán cái phần mà các anh chị trả cho cái tiền thuê nhà đó thì bắt buộc các anh chị sẽ phải làm sao đưa vào, à, tức là chưa trả đúng không? Tức là hàng tháng phải trích trước chi phí, tại vì mỗi một tháng là có một cái khoản chi phí thuê nhà đều đặn, nó là 10 triệu chẳng hạn, thì các anh chị sẽ vào trong chứng từ nghiệp vụ khác ghi vô. Chú ý, nếu trả trước xong rồi phân bổ sau thì sẽ giống như là công cụ dụng cụ để phân bổ chi phí trả trước, đúng không? Nếu xài trước mà trả sau thì hàng tháng vào cuối mỗi tháng tự định khoản và tự theo dõi ngoài Excel nha mọi người. Tự theo dõi ngoài Excel là khoản đã sử dụng cho các chi phí đó, tại vì thường thường cuối mỗi quý người ta mới xuất hóa đơn cho mình một lần, giống như dịch vụ kế toán này, một quý thì đầu quý sau sẽ xuất hóa đơn cho quý trước, nhưng mà làm sao, nhưng mà chi phí thì đã được sử dụng rồi, mà có nhiều đơn vị thì họ sẽ rạch ròi được cái việc là chi phí của tháng nào phải hạch toán đúng vào chi phí của tháng đó để họ lên được cái báo cáo tài chính của từng tháng cho nó chính xác, đúng không? Thì lúc này mình sẽ vào trong chứng từ nghiệp vụ khác, mình sẽ vào cái chỗ này này mọi người ơi, mình sẽ vào trong chứng từ nghiệp vụ khác, mình hạch toán luôn cái phần chi phí trả trước, chi phí chưa trả, xin lỗi, là nợ của tài khoản chi phí và có của tài khoản nào, ai phát biểu được, có của tài khoản nào mọi người, hạch toán chi phí phải trả trích trước chi phí, không phải 331, gần đúng 335, đúng rồi Trần Thành Tâm, 335, 242 không phải nha Quỳnh Giang. 242 là khi nào mà mình đã trả cho cái khoản chi phí đó và mình dùng cái khoản chi phí đó mình phân bổ tiếp theo thì có 242. Còn đây là mình đang trích trước chi phí. Ha, trích trước chi phí thì lúc này mình sẽ định khoản là nợ của tài khoản 6423. 64, thường thường nó sẽ là 6427 và có của tài khoản 335. Em trả lời cho bạn trên rồi, ok Quỳnh Giang, như vậy là đáp án là 335 là chính xác đúng không ạ? Rồi, như vậy là mình sẽ phải theo dõi cái chứng từ hạch toán nợ của 6 có của 335 ở đây. Xong rồi khi nào mình nhận được cái tờ hóa đơn đó thì mình sẽ phải mua hàng không qua kho, mình làm bình thường đúng không mọi người? Đúng rồi, nhưng mà lúc đó mua hàng không qua kho thì mình có được định khoản là 242 nữa không? Không nha, lúc đó mình sẽ sử dụng tài khoản gì? 335. Thì lúc này 335 bên nợ và 335 bên có nó mới cân bằng nhau, được không ạ? Như vậy là Huyền vừa phân tích cho mọi người hai cái khoản chi phí phải trả và một cái khoản chi phí trả trước, được không? Rồi. Để quay lại coi cái tình yêu hồi nãy đang nhập liệu cái file xong chưa? Tình yêu này nhập liệu xong chưa đây? Vẫn chưa xong khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ à? Bạn bạn nào đang Trời ơi, từ từ nha. Máy này máy của Tuyết đúng không? Ngọc Tuyết đúng không? Tuyết ơi, em thao tác nãy giờ mà chưa được khai báo được công cụ dụng cụ đầu kỳ hả? Mọi người yên tâm nha, em có quay lại video. Nhưng mà em chưa có thời gian để em chỉnh sửa video up lên nữa. Mỗi một video của mình là 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Rồi, bây giờ lấy số đông là tiếp tục bài học nè. Bây giờ các bạn chat trên khung chat cho Huyền là đã xong để mình tiếp tục được không? Ai đã xong, điểm danh, ai nhanh nhất? Trời ơi, hôm nay là bà Ngọc Thảo là nhanh nhất nha. Ngọc Thảo. Dạ. Mình nhấn nút chọn xong rồi cái mình sẽ ra một cái bảng. Mình nhấn vào nút chọn xong mình sẽ ra một cái bảng và chị lọc trong cái bảng đó tài khoản 242 để chị lấy được cái chứng từ đó ra. Dạ. Rồi, Hoa Biển đã xong rồi nè, Chu Phương đã xong, Chu Phương nay thua Ngọc Thảo rồi nha. Rồi. Gì
Diệu Linh ơi, mọi người đã xong rồi, bây giờ em chắc em phải bỏ qua cái phần công cụ dụng cụ này dùng chị rồi. Xong rồi cuối giờ á, xong rồi mà mình sẽ vào sau, mình sẽ hướng dẫn sau nha. Trùng mã. Rồi, tắt cái này đi. No. Kiểm tra cái phần công cụ dụng cụ này. Dạ em nghe chị ơi. Rồi từ từ chị sẽ giải thích phần này, chưa chưa mình chưa phân bổ tất cả, lấy dữ liệu không có. Để chị khai báo công cụ dụng cụ cho chị Ngọc Tuyết này đi, chị Ngọc Tuyết đang chậm quá này. Khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ là LD, LD bao nhiêu đây, LD 50. Tên công cụ dụng cụ là máy sấy khí LD 50 HA. Loại bỏ, nhóm bỏ, lý do ghi tăng bỏ, số lượng là một, đơn vị tính là cái. Ngày ghi tăng là ngày 1 tháng 5 2019. Tổng số kỳ phân bổ là 24 kỳ. Tổng số kỳ còn lại là 16 kỳ. Đó. Số lượng là 6. Đúng rồi, số lượng là 6. Giá trị phân bổ là 120 triệu. Giá trị phân bổ là 40 triệu. Số tiền phân bổ hàng kỳ là 5 triệu. Đơn vị, mã đơn vị là, thấy không, bạn này bạn khai báo cái phân xưởng nó nằm trong phòng kinh doanh là nó sai rồi nè bạn nè. Nhưng mà thôi, tạm thời mình không có thời gian mình sửa cái này nhá. Nhưng mà mai mốt các bạn nhớ, khi mà các bạn làm á, là mọi người khi mà tạo mới mã phòng ban là coi chừng nó bị thuộc phòng ban khác. 6273. Bây giờ mà mọi người chọn phòng ban này rồi mọi người không được sửa đâu. Nhưng mà cái đó nó cũng không ảnh hưởng gì cả, tại vì chúng ta không tính giá thành trong bài học này. Nhưng mà mọi người nên rút kinh nghiệm nhá. Tại sao người ta làm được mà mình làm được? Tại vì mọi người sao, bạn cần nhập số thuê bao đó, bây giờ nó đâu cảnh báo, nó đâu, nó chỉ báo là như thế này là đã ổn rồi ha. Rồi như vậy là mình đã có một cái công cụ dụng cụ, được chưa? Bây giờ chị sẽ làm tiếp cái phần công cụ dụng cụ còn lại, chị Ngọc Tuyết. Rồi. Rồi bạn Phạm Hoa, bạn hỏi là cho chị Phạm Hoa, chị hỏi là cho chị hỏi nếu thuê nhà theo quý thì một năm mình sẽ tạo ra 4 mã thuê nhà đúng không cô giáo? Thuê nhà quý 1, thuê nhà quý 2. Nếu thuê nhà theo quý thì mình nên tạo mình tạo mã thuê nhà, đúng rồi, mình tạo mã thuê nhà để mình phân bổ. Thuê nhà quý 1, thuê nhà quý 2, đúng rồi đó. Tại vì mã công cụ dụng cụ trùng á, nó đâu có cho ghi tăng đâu. Đúng không? Giống như kiểu máy tính thì phải là máy tính 01, máy tính 02. Là coi như trong kỳ mình có bao nhiêu máy tính thì mình phải liệt kê cái số hiệu của máy tính hoặc là ký hiệu của máy tính ha chị Hoa ha. Rồi tiếp theo, yêu cầu tiếp theo của cái bài tập đó là mình sẽ phải phân bổ công cụ dụng cụ trong tháng 1. Hồi nãy có một bạn hỏi em là nếu trong trường hợp ghi tăng cái tài sản đó, cái công cụ dụng cụ đó trong ngày 15 tháng 1 thì mình có phải phân bổ trước đó hay không, thì xin thưa rằng là trên phần mềm, giả sử em ghi tăng tháng 5 cũng vậy, em ghi tăng tháng 6 cũng vậy, nhưng mà em phải xác định được là em có công cụ dụng cụ của các tháng trước đó hay không, hoặc là bản thân em có công cụ dụng cụ đầu kỳ hay không. Ví dụ như cái dữ liệu này nó có công cụ dụng cụ đầu kỳ thì nó đâu có quan tâm đến cái việc là em có phát sinh trong kỳ hay không, ngay tháng 1 em đã phải phân bổ rồi, đúng không? Ngay tháng 1 em đã phải phân bổ công cụ dụng cụ rồi, tại vì em có tới 2 công cụ dụng cụ, trong đó có một cái phát sinh từ năm ngoái mà. Rồi bây giờ mình phân bổ bằng cách nào? Mình sẽ vào trong cái tab gọi là phân bổ chi phí, được không ạ? Rồi mình nhấn nút thêm giùm em. Rồi mình sẽ làm như vậy cho 12 tháng. Và em chia sẻ một kinh nghiệm cho mọi người. Là sao? Là mọi người làm cái thao tác phân bổ chi phí này, mọi người sẽ làm vào cuối năm trước khi lên báo cáo tài chính. Hoặc là trước mỗi tháng khi mọi người chắc chắn rằng mọi người không có phát sinh công cụ dụng cụ trong kỳ nữa.
hoặc là mọi người sẽ phân bổ khi mọi người tính giá thành. Nó gần như là nó giống với lại cái phần tính giá xuất kho vậy đó. Tại vì sao? Tại vì bây giờ mọi người vừa mới phát sinh một cái chứng từ ghi đăng, mọi người quay qua mọi người phân bổ, nhưng mà đến cuối tháng mọi người lại mua thêm một cái gì đó để mọi người bổ sung vào chi phí trong kỳ, hoặc cuối năm người ta lại bổ sung thêm một cái chứng từ mua cái gì đó sếp đưa về, thì có phải là mọi người lại phải làm lại thao tác phân bổ công cụ dụng cụ này từ đầu không? Mất thời gian, không cần thiết ha. Như vậy tốt một câu, phân bổ công cụ dụng cụ khi nào? Khi mình chắc chắn rằng mình không có phát sinh thêm một cái công cụ dụng cụ nào nữa trong tháng đó hoặc trong cái năm đó. Còn không thì mình cứ để cuối năm trước khi mình lên báo cáo tài chính, hoặc là cuối mỗi quý trước khi mình lên cái báo cáo của quý, thì mình sẽ tiến hành phân bổ. Rồi bây giờ em sẽ phân bổ tháng 1 năm 2021. Như vậy là mình sẽ phát sinh cái gì ạ? Phát sinh thứ nhất là cái phần phân bổ công cụ dụng cụ đang dùng là máy in màu. Và cái phần phân bổ công cụ dụng cụ này nó sẽ được đưa vào tài khoản nào ạ? Tài khoản 6273 và 6423. Được không ạ? Rồi, sau khi mọi người đã xác định được cái phần ghi tăng và phần hạch toán đúng chính xác như thế này rồi, thì mọi người nhấn cất giùm em. Phân bổ công cụ dụng cụ nó rất là đơn giản, nó chỉ cần tích vô trong chỗ phân bổ, nhấn phân bổ xong rồi nhấn cất là xong. Rồi muốn thêm tháng 2 thì chỉ việc nhấn vào nút thêm bên góc trái của màn hình này nè. Chọn tháng 2, làm cái ẹt, cái là xong 12 tháng. Đúng không ạ? Xong tháng 2. Đó, ví dụ như thế này nó sẽ là tháng 2. Tháng 2 thì nó cũng ra số liệu như thế này thôi ha. Nhưng mà mình đừng ghi vô nha. Đề bài mình chỉ yêu cầu phát sinh trong tháng 1 thì mình làm tháng 1 thôi. Rồi, như vậy là công cụ dụng cụ mình đã xong. Không ai có câu hỏi gì hết. Chúng ta sẽ qua phần tiếp theo là phần tài sản cố định. Mà đúng rồi, trong trường hợp mình đã phân bổ xong rồi, xong rồi mình phát hiện ra cái chứng từ đó sai, thì bắt buộc mình phải qua cái tab phân bổ. Mình tích vào đây và mình nhấn bỏ ghi ở đây, sau đó mình nhấn xóa ở đây, thì mình mới sửa được cái chứng từ ghi tăng hoặc là chứng từ kia, bên kia, cái đầu kỳ bên kia. Được không mọi người? Như vậy là chứng từ phân bổ nó sẽ bị ràng buộc với lại cái phần kia nha. Rồi, có một câu hỏi cho mọi người. Thế thì làm sao mà biết được là mình mua về và mình ghi tăng và mình phân bổ đã đúng? So sánh giữa sổ nào với sổ nào? Có ai có câu trả lời không? Nhưng xóa rất rườm rà. Chính xác, xóa rườm rà. Tại vì sao? Tại vì nó có liên quan đến chứng từ phân bổ ở bên này. Thì bạn phải xóa hết cái phần phân bổ bên này. Giả sử như cái chứng từ ghi tăng của bạn là tháng 1, thì bạn phải xóa từ đầu cho tới tháng 1. Xóa cả cái tháng 1 đó đi thì bạn mới sửa được cái chứng từ tháng 1. Rồi, có ai trả lời cho Huyền được là khi mà phát sinh công cụ dụng cụ ở trên phần mềm Misa thì mình sẽ so sánh giữa sổ nào và như thế nào? Bạn nào biết không ạ? Chú Phương biết không em? Rồi, em giải thích luôn nha. Để khi mà mọi người làm xong rồi đúng không? Mọi người sẽ vào trong cái sổ theo dõi công cụ dụng cụ này nè. Cuối năm, giả sử đây là thời điểm cuối năm và mình đã phân bổ được 12 tháng. Mọi người vào cái sổ theo dõi công cụ dụng cụ, mọi người kéo cái thanh trượt nó ra cuối cùng. Mọi người thấy cái giá trị còn lại không? 9620833. Ghi nhớ cái số này trong đầu ha. Giá trị còn lại này chính là gì? Chính là tài khoản 242 phát sinh bên nợ trên bảng cân đối tài khoản. Đúng không ạ? Bởi vậy mà làm sao em lại nói mọi người là khuyên mọi người đó. Khuyên bậy là mọi người đừng tách cái công cụ dụng cụ và cái chi phí trả trước ra. Vì sao? Vì đến lúc mình so sánh vào thời điểm cuối năm á, mình so sánh cho nó dễ. Đây, cứ kéo qua đằng sau, ngó một cái cột là giá trị còn lại và so sánh với cái gì? So sánh với cái báo cáo. Báo cáo bảng cân đối tài khoản. Năm nay bậc 3. Đó. Phân bổ được 1 tháng hay phân bổ 12 tháng hay phân bổ nhiêu đó thì mình sẽ tương ứng vào cái phần bảng cân đối tài khoản này. Giả sử như em chẳng phát sinh công cụ dụng cụ phát sinh của các tháng tiếp theo, thì như vậy sao? Đây, gióng vào cái cột 242, dòng 242 kéo ra đằng sau, gióng nó lên, nó chính là phát sinh nợ cuối kỳ. Nó phải bằng bao nhiêu? 9062833. Khớp chưa? Ai khớp rồi thì gõ chữ khớp lên trên cái phần khung chat giùm em nào. Là hiểu được là tại sao mà mình phải so sánh cái gì với cái gì, đúng không? Nếu
Nếu mà mọi người tách giữa chi phí trả trước và công cụ dụng cụ ra thì mọi người phải vào danh sách chi phí trả trước cộng với lại danh sách của các phần công cụ dụng cụ, xong rồi nó mới khớp với tài khoản 242 trên này. Xong rồi có một số anh chị lại còn phức tạp hơn, nguy hiểm hơn bằng cách là tách 242 ra thành 2421 và 2422. 2421 là chi phí trả trước, 2422 là công cụ dụng cụ. Chi mà cực kỳ trời, đúng không? Rõ ràng là mình đã có danh sách. Cơ quan thuế đâu cần mình giải thích là cái nào là chi phí trả trước, cái nào là công cụ dụng cụ. Đưa nguyên một cái danh sách cho họ, à đây gồm những cái công cụ dụng cụ và phân bổ cho bọn em ở trong kia đây. Các anh chị còn thắc mắc gì nữa không? Thắc mắc em lôi chứng từ cho anh chị coi nữa, đúng không? Nhiều khi kế toán làm tự làm khó nhau không à. Rồi, đã khớp rồi đúng không mọi người? Rồi, giả sử trong trường hợp mà mọi người sai thì mọi người làm sao? Em nhớ không lầm là trên MISA nó có một cái báo cáo đối chiếu giữa sổ công cụ dụng cụ và sổ sổ nào? Sổ công cụ dụng cụ mua hàng và chứng đây. Đó, mọi người thấy không ạ? Nó có một cái báo cáo là đối chiếu sổ theo dõi công cụ dụng cụ, chi phí trả trước và sổ cái. Mọi người cần không? Nếu mà mọi người đã bằng được thì mọi người đâu cần theo dõi cái này, đúng không? Trong trường hợp mọi người khi mà mọi người so sánh giữa 242 trên bảng cân đối tài khoản, tức là trên sổ cái đó, nó sai lệch do với lại cái số giá trị còn lại trên trên cái phần phân bổ công cụ dụng cụ kia, cái sổ công cụ dụng cụ kia, thì mọi người mới lôi cái bảng này ra. Lôi bảng này ra làm gì? Tích vô đây làm đối chiếu. Thì lúc này nó sẽ hiện lên những cái phần gọi là sai sót trong kỳ, tức là ví dụ như phát sinh chi phí trả trước nhưng mà quên không ghi tăng, phát sinh công cụ dụng cụ hạch toán mua hàng nhưng quên không ghi tăng, thì nó sẽ lên báo cáo này để mọi người biết là mọi người đang sai ở chỗ nào. Hoặc là sao? Hoặc là nhảy vô ghi tăng nhưng mà quên không hạch toán chứng từ. Nó rất là nhiều trường hợp sai sót ha. Đừng hoang mang. Đúng rồi Thúy Hiền, vào báo cáo đối chiếu chị ạ. Rồi, mình sẽ qua bên tài sản cố định nha mọi người. Như vậy là công cụ dụng cụ là em đã truyền gọi là gần 80%, 90% bí kíp cho mọi người đấy ha. Mọi người cứ làm bình thường nha. Rồi, tiếp theo là vào phần tài sản cố định. Cũng tương tự như công cụ dụng cụ thì chúng ta sẽ có hai bước, đó là khai báo số dư đầu kỳ của tài sản cố định và mua mới tài sản cố định. Được không ạ? Rồi, tài sản cố định, các anh chị vào cho em đó là vào nghiệp vụ, nhập số dư ban đầu. Rồi, ở đây chúng ta thao tác lẹ giùm em nha. Em xin lỗi, vào nghiệp vụ tài sản cố định, khai báo tài sản cố định đầu kỳ. Cũng y chang như mình khai báo công cụ dụng cụ, mình vui lòng là mình khai báo ở cái dưới này chứ không phải là mình khai báo ở cái ô trên này nha Ngọc Tuyết nha. Rồi, mọi người khai báo này, nó có một cái máy làm túi. Máy làm túi. Máy làm túi. Rồi, loại tài sản là số 12. Số 12 là gì? Số 12 là máy móc thiết bị nè. Đơn vị sử dụng là xưởng sản xuất nè. Được không ạ? Rồi, ngày ghi tăng của nó là 01/01/2016. Ngày bắt đầu tính khấu hao cũng là ngày 1/1/2016. Số tính khấu hao theo tháng ha. Thời gian sử dụng là 180 tháng. Thời gian còn lại nó tự phần mềm nó sẽ tự tính luôn là còn lại 120 tháng, tại vì nó tính từ cái ngày ghi tăng là ngày 1/1/2016 đến ngày 1/1/2021, được không mọi người? Rồi, nguyên giá là bao nhiêu ạ? Nguyên giá ở đây là 360 triệu. Được không ạ? Rồi, giá trị còn lại là bao nhiêu? Giá trị còn lại hao mòn lũy kế, giá trị còn lại nguyên giá hao mòn lũy kế nó tự xác định ra giá trị còn lại là 240 triệu ha. Và lúc này tài khoản khấu hao và tài khoản nguyên giá nó tự động nhảy. Rồi, mọi người kéo ra đằng sau, mọi người thấy cái chỗ là tài khoản chi phí không ạ? Ở đây nó đang là xưởng sản xuất thì chi phí của nó là bao nhiêu? 6274 ha. Rồi, như vậy là em đã khai báo xong một mã. Mã tiếp theo là xe Hyundai, xe 957. Ở đây nó là xe Hyundai. Ở đây nó là phương tiện vận tải truyền dẫn và sử dụng cho phòng kinh doanh. Ngày ghi tăng của nó là ngày 1/1/2017.
ngày bắt đầu cũng là 01/01/2017 và mình sẽ sử dụng trong là 240 tháng. Như vậy tự động sẽ tính ra được giá trị còn lại ha. Nguyên giá ở đây của nó là 850 triệu. Rồi, hao mòn lũy kế tự tính, giá trị còn lại tự tính. Tài khoản nguyên giá phòng kinh doanh nó sẽ là 6424 nha mọi người. Rồi, như vậy là mọi người đã khai báo xong hai cái mã này thì mọi người nhấn cất giùm em. Rồi, kéo ra đằng sau coi lại nè, tổng cái nguyên giá là 1 tỷ 210 triệu. Tổng cái hao mòn lũy kế là 290 triệu ha, tự động trừ ra giá trị còn lại. Rồi, nhấn nút cất giùm em nha mọi người. Rồi, nó lại cảnh báo một câu cảnh báo rất là quen thuộc, đó là tài khoản nguyên giá 2110 coi chừng không khớp với lại sổ của tài sản cố định đúng không? Vậy thì chỉ cần là gì ạ? Chỉ cần là mọi người đồng ý là được nha. Tại vì mình đã khai báo với 211 bên kia rồi. Mọi người cần xác nhận lại thì mọi người tích vào 211 này, thấy không? 1 tỷ 210 triệu. Khớp rồi đúng không? Chị Nguyễn Thị Hương ơi, tài sản của chị không có trong danh mục đúng không? Chị kiểm tra, chị kéo xuống chị sổ giùm em. Ờ, được rồi, làm được rồi. Phòng kinh doanh là 641, chính xác, bạn nào phát hiện ra vấn đề đó. Chuyển lại nào. Bây giờ phải vào sửa lại nè, bây giờ mình phát hiện ra sai đúng không? Mình sẽ vào trong tài sản cố định, chứ mình không vào trong phần nghiệp vụ nữa nha. Mình sẽ vào trong sổ tài sản cố định nè. Rồi sao? Phòng kinh doanh tích đôi lên. Rồi. Kiểm tra lại, thiết lập phân bổ. Đây đang là 6424 đúng không? Chuyển qua 6414 được không ạ? À? Rồi mọi người cất lại giùm em ha. Rồi, tiếp theo, tài sản cố định thì sẽ có phần mua mới tài sản cố định. Mua mới tài sản cố định nó cũng y chang như công cụ dụng cụ ha, tài sản cố định di tăng. Rồi, mọi người hình dung nè, cái tài sản cố định ở trên này nó cũng y chang như là cái phần công cụ dụng cụ, tức là chúng ta cũng sẽ phải vào mua hàng ha. Chúng ta sẽ vào mua hàng ở trong này, sau đó chúng ta nhấn thêm là mua hàng không qua kho. Được không ạ? Rồi, từ từ nha. Để đi tắt tiếng coi bạn nào đang kiếm muối ăn xoài đây. Rồi các bạn có 2 phút để các bạn chuyển qua cái phần ghi tăng cái tài sản cố định trong kỳ nha. Im ắng đến lạ thường, múc hết tiếng là còn đâu nữa mà nói. Bây giờ không ai ý kiến gì, chúng ta tiếp tục nhé. Mọi người cứ bình tĩnh, mọi người làm đi. Xong chưa mọi người, mình tiếp tục nhé. Cho em xem danh sách tài sản cố định xem có khớp không. Phương ơi, mình chưa có ghi tăng xong mà, mình ghi tăng xong bắt đầu mình sẽ chỉ cho cái cách mà mình kiểm tra sổ tài sản cố định tiếp nha. Tài khoản chi phí của cái nào? Của xe Hyundai nó là 6414 em. Đúng rồi. Rồi xong rồi ha, mình tiếp tục nha. Bây
Bây giờ cái thao tác của ghi tăng cái tài sản cố định nó cũng sẽ giống với công cụ dụng cụ, tức là cũng hai bước đúng không ạ? Bước thứ nhất là sẽ vào mua hàng không qua kho để mình hạch toán cái chứng từ ghi tăng. Rồi kể tiếp cho bài, rồi mình đọc cái nào. Tài sản cố định trong kỳ là mua mới một lập trình màu chưa thanh toán cho công ty Vinasake là 30.950.000. Ghi tăng lập trình. Rồi, mọi người hay có một cái ghi tăng mà mọi người gặp trong kỳ, đó chính là mua xe đúng không? Mua xe thì sẽ bao gồm cái gì? Thứ nhất là hóa đơn mua xe. Hóa đơn mua xe có bao giờ mình cầm hóa đơn đỏ trên tay không? Không, không có nha, mình chỉ cầm được hóa đơn photo thôi. Hóa đơn đỏ nó nằm ở bên phòng kiểm định rồi, nó nằm ở bên công an á. Còn cái hóa đơn photo nha. Rồi tiếp theo là mình có cái gì? Có chi phí đăng kiểm. Tiếp theo mình có cái gì? Mình có chi phí kiểm định, đăng ký đăng kiểm ha, kiểm định ha. Tiếp theo là gì? Chi phí độ xe, chi phí sửa xe, chi phí sơn xe, đúng không? Thì tất cả những chi phí đó nó được gọi là chi phí cấu thành nên tài sản cố định. Thì chi phí nào cũng có hóa đơn. Còn riêng cái chi phí đăng kiểm hoặc chi phí trước bạ đó thì mình sẽ phải mang tiền vào kho bạc nộp. Thì lúc này nó không có hóa đơn nhưng mà nó có một tờ biên lai nhận tiền. Thì toàn bộ những chi phí phát sinh trong kỳ mọi người đều hạch toán vào chứng từ mua hàng không qua kho hoặc chứng từ mua dịch vụ. Và đều định khoản cho em là 211 nhé. Định khoản hết vào tài khoản cho em Huyền là 211, đúng không ạ? Tất cả chi phí liên quan đến quá trình mua xe và bắt đầu đưa vào sử dụng thì đều được định khoản vào 211 ha. Đây, ví dụ như chi phí mua máy móc này, giả sử trong trường hợp nó sẽ có một cái hóa đơn là mua máy của các công ty Vinasake gửi cho bên công ty mình. Bên cạnh đó là mình sẽ có một cái chi phí vận chuyển từ xưởng của Vinasake về đến đơn vị của mình. Thêm một cái chi phí nữa là chi phí vận hành máy móc, đúng không? Hoặc là chi phí gọi là chi phí sửa chữa trong giai đoạn gọi là hình thành nên tài sản cố định. Thì tất cả những chi phí đó mọi người đều vào trong mua hàng không qua kho để hạch toán. Chi phí nào thì của nhà cung cấp nào thì mình hạch toán, nắm đầu nhà cung cấp đó vô ha. Rồi xong sau đó mình sẽ ghi tăng một lần và cộng toàn bộ chi phí vào, mình đẩy vô cái phần ghi tăng một cái. Ví dụ như tài sản cố định đó trị giá nó là 30.950.000, nó bao gồm thêm 10 triệu tiền chi phí vận chuyển, cộng thêm 20 triệu tiền chi phí gọi là chi phí bảo dưỡng để mà nâng cấp cái máy móc này. Thì nó tổng giá nguyên giá lúc này của nó phải là 30 triệu cộng với lại 30 triệu là thành 60.950.000. Mọi người hình dung không? Bây giờ mình sẽ đi vào cái ví dụ của mình là mình sẽ mua một cái máy lập trình này và máy lập trình này không có phát sinh thêm chi phí của nhà chung cung cấp là Sake. Em thích đọc là Sake đó, mọi người muốn đọc là gì đọc à? 10/01/2021. Rồi, mua hàng chưa có ha, mình sẽ tạo. Và mã hàng này nó cũng sẽ về 2021 thì nó sẽ tự động về kia. Còn nếu mà mọi người từ 2020 trở về xuống thì mọi người phải gõ lại cái mã bên kia một lần nữa. Mã của nó là John. Joy John gì đó. Z-O-Z-E. Rồi tên của nó là gì ạ? Lập trình màu. Rát cổ rồi mọi người ạ. Bởi vậy mấy cô giáo mà dạy á, người ta giỏi quá ha, người ta nói nguyên một ngày này qua tháng nọ mà người ta cũng chịu được. Hay thiệt chứ. Rồi, đơn vị tính ở đây mọi người tạo cho em. Cái này chắc bỏ qua đơn vị tính không cần ha, còn nếu không thì mình có thể chọn đơn vị tính là cái. Rồi. Ở đây không cần kho ha, mua hàng không có kho mà, đúng không? Vật tư hàng hóa. Rồi, thuế suất mọi người chọn thuế suất là 10% giùm em này. Đúng rồi, mã để là vật tư hàng hóa không sao hết nha chị nha. Cái tính chất đây nó không có quan trọng, tại vì sao? Tại vì mình mua hàng không có kho mà. Rồi, mình cất nha, mình chỉ cần chọn 10% giùm em là được. Hoặc là mình chọn tính chất là diễn giải cũng không ảnh hưởng gì cả. Không có ai bắt bẻ cái chị trong trường hợp này. Rồi, 211, định khoản là 211, ở đây nó là máy móc thiết bị nha mọi người. 2112, số lượng là 1, nguyên giá của nó là 30.950.000. Rồi, thành tiền là 30.950.000, thuế suất 10%. Thuế suất 10%. Hóa đơn,
Số hóa đơn là bao nhiêu ạ? Số hóa đơn là 0100245. Rồi. Sau khi hãy đúng rồi, mua hàng là chưa thanh toán nha, tại vì cái này là trên 20 triệu thì chắc chắn phải là chưa thanh toán. Rồi. 10 tháng 1. Rồi. Mua hàng trong nước không có kho. Rồi, ghi tăng xong. Rồi mọi người quay qua cái phần tài sản cố định ha. Rồi mọi người tích vào cái chữ ghi tăng tài sản cố định, mọi người nhấn thêm giùm em nè. Rồi mọi người quay qua cái phần nguồn gốc hình thành, thấy không mọi người? Mọi người tích vào cái chữ chọn chứng từ. Rồi chọn nguyên một năm để là tất cả các chứng từ, xong rồi nhấn lấy dữ liệu. Thì lúc này giả sử như có thêm những cái chi phí gọi là phí trước bạ nè, phí đăng kiểm này, phí sửa chữa, phí gì đó, thì lúc này nó sẽ định khoản 211 hết. Bắt đầu mình chọn một loạt ở đây là tự động nó sẽ đứng đầu tất cả những thằng này, nó chuyển qua bên đây, được không ạ? Thì lúc này cái giá trị nó sẽ tăng lên, thay vì cái giá trị của nó chỉ là 30.950.000 thì nó sẽ cộng tất cả các 2112 vào trong kỳ nó là bao nhiêu, thì mình bắt đầu mình khai báo thông tin chung là bấy nhiêu. Rồi mã tài sản ở đây ghi lại Z O Z Z E. Rồi ghi lại mã tài sản ở đây nha, máy lập trình màu John. Rồi loại tài sản là gì ạ? Máy móc thiết bị, đơn vị sử dụng là gì ạ? Xưởng sản xuất ha. Thông tin khấu hao, nguyên giá là bao nhiêu mọi người? 30.950.000, 30.950. Ngày bắt đầu ghi tăng là gì ạ? Ngày bao nhiêu? Ngày 10/01/2021. Thời gian sử dụng là bao nhiêu năm ạ? Cái này nó giá trị nó ít, thời gian sử dụng sẽ là 7 năm. Trời ơi, nó để maximum luôn. À, khung này khung từ 6 đến 10. Nó để 7 năm ha. Tỷ lệ tính khấu hao tự động tính, giá trị tính khấu hao tự động tính, hao mòn lũy kế chưa có, giá trị còn lại như đây ha. Thiết lập phân bổ, tài khoản phân bổ lúc này là 62 bao nhiêu? 6274. 6274. Chi phí khấu hao được không ạ? Nguồn gốc hình thành có. Tài khoản chung có. Tài khoản khấu hao có, đã khớp thì sao? Đã khớp thì cất. Sau đó mọi người nhấn vào nút ghi tăng. Ngày bắt đầu tính khấu hao, ngày bắt đầu tính khấu hao không được nhỏ hơn của ngày. Đây, ngày ghi tăng của nó là ngày 10/01/2021. Lâu lâu để mọi người đua cho nó vui mà. Rồi mọi người thực hành đi, xong rồi chia sẻ cái này, hỏi cái những ai làm xong rồi nè. Mọi người thích thích em mở cái phân hệ nào, cái nào thì mọi người báo em nha, em mở ra cái này cho mọi người nhìn nha. Rồi hỏi một câu nè, ai trả lời được có thưởng nè. Tiếng hỏi gì nghe bé nó la làm tiếng xong quên rồi. À, nếu mà mọi người mua xe có chi phí bảo hiểm thì nó có được ghi vào tài sản cố định hay không, và lúc này thì nó được ghi như thế nào? Ai trả lời được bật mic lên trả lời coi cho nó vui coi. Không trả lời được thì chat đi. Đúng đúng được một nửa đáp án. Thường thường á, phí bảo hiểm á, thì nó sẽ là mình sẽ mua theo một năm chứ mình không có mua theo tháng, nên là thường thường phí bảo hiểm đúng rồi nó sẽ vào 242 nha các chị, nó sẽ vào 242 không có phải là vào 211. Rồi tiếp một câu hỏi nữa nè, thông tin chung đúng không? Rồi tiếp tục một câu hỏi nữa nè, để coi những ai ai mấy anh chị đi học đó mà mấy anh chị không phát biểu được, mấy anh chị biết đó, mấy anh chị bị ức chế không? Ví dụ như chị Thơ nè,
bị ức chế lắm đúng không? Rồi bây giờ em hỏi một câu nữa nha. Giả sử như anh chị mua xe đúng không, cái thằng mà bán xe á, nó có một cái kiểu như thế này nè, nó bắt anh chị gọi là ứng trước 10 triệu 20 triệu, nó bắt ứng nữa, xong bắt đầu là khi nào mà mình lấy xe về thì mình sẽ thanh toán phần còn lại thôi. Nhưng mà giám đốc của các anh chị á vui lắm nha, đi mua xe cầm tiền mặt ứng trước cho cái thằng mua xe đó, đến lúc mà chuyển khoản được sẽ trừ đi cái phần 10 triệu đó. Trường hợp em gặp nhiều lắm, giám đốc của mình rất là ngây thơ vô số tội, toàn toàn tạo công ăn việc làm như kế toán không à. Đi mua xe cầm 10 triệu đi đặt cọc xong rồi sao, đến lúc thanh toán thì tất nhiên người ta sẽ trừ đi 10 triệu, người ta yêu cầu thanh toán có 99 triệu thôi, ví dụ như vậy thì sao, thì xử lý sao trong trường hợp này? Ai biết chia sẻ với mọi người thôi. Em nghĩ là các anh chị đối với lại phần mềm MISA thì có thể không biết, nhưng mà riêng với lại cái nghiệp vụ kế toán với lại cái những cái tính chất mà đã học như thế này thì em nghĩ là các anh chị sẽ dành hơn em. Rồi ai biết chia sẻ với mọi người đi. Để em mút tiếng của chị nào đang để bé nó nói chuyện nhá. Đúng rồi, thanh toán đủ, chính xác là phải nói với giám đốc làm khó cái thằng bán xe á. Cái nhà cái mấy cái thằng bán xe á, nó cũng em thấy nó hay mất dạy á, tại vì á nó làm khó doanh nghiệp mà nó bản thân nó biết nha, nhiều thằng bản thân nó biết nhưng mà nó lại không không tư vấn cho sếp của mình, xong đến lúc mình quay lại mình nói nó thì nó lại cà chớn với mình, nó nói tại sao ngay từ ban đầu không nói luôn đi, bây giờ bắt đầu mới nói. Nếu mà ứng trước 10 triệu 20 triệu thì không sao, còn mà ứng trước nhiều thì chắc chắn phải lôi đầu nó ra là chuyển khoản lại. Nhưng giả sử trong trường hợp nó vẫn không cho mình, bây giờ nó nói là bây giờ tại vì công ty tôi nó vậy đó, bây giờ nếu mà anh chuyển khoản vào đầy đủ thì tôi không có trả lại anh 10 triệu bằng tiền mặt đâu, thì sao mọi người, ai biết chia sẻ với lại cả lớp đi em. Dạ đúng rồi, nhưng mà sao lưu ý giùm em một cái là cái phần tiền mặt đó sẽ không được sao ạ, sẽ không được khấu trừ thuế và cũng sẽ không được tính vào chi phí, đúng không ạ? Đã là hóa đơn trên 20 triệu là chỉ phải thanh toán qua ngân hàng, thì những cái khoản những tức là mọi người cứ hình dung mọi người hiểu, có những kế toán mới các bạn hiểu như thế này, chị ơi chết mồ rồi, công ty em á là bây giờ có hóa đơn trên 20 triệu nhưng mà sếp chỉ chuyển khoản có 90 19 triệu thôi, còn 1 triệu sếp ứng trước nó rồi, sếp không chuyển khoản, sếp không thanh toán, vậy hóa đơn này bị loại hả? Dạ em xin thưa là không phải loại, chỉ loại những cái nào mà thanh toán bằng tiền mặt thôi. Thì như vậy là sao, lúc mình ghi tăng á, nếu mà để mà mình theo dõi trong trường hợp này cho nó dễ thì mình ghi tăng, thay vì á là mình ghi tăng mình hạch toán vào 211 là giá của chiếc xe là 100 triệu đúng không, thì lúc này mình hạch toán 211 là 90 triệu thôi, còn 10 triệu đó các anh chị thấy luôn vào chi phí khác giùm em và loại luôn trên cái phần phân bổ, hoặc là đưa vào cái tài khoản 242 nhưng mà phân bổ. Còn nếu mà anh chị nào mà thích gọi là ta đây giỏi hơn phức tạp hơn nữa thì các anh chị vẫn là đưa 211 bình thường, xong rồi cái thằng 90 triệu phân bổ 10 năm thì được đưa vào chi phí hợp lý. Còn cái thằng 10 triệu còn lại phân bổ 10 năm mỗi tháng bao nhiêu đó lại chuyển vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bằng đúng cái số tiền mà không được tính vào chi phí hợp lý của cái phần 10 triệu thanh toán bằng tiền mặt. Tất nhiên thuế giá trị tăng là phải phải trừ ra 1 triệu rồi, không nói làm gì rồi, đúng không? Bây giờ em nói chị đúng không? Bây giờ sếp chị đi mua chiếc xe trị giá 100 triệu thì sếp chỉ thanh toán 90 triệu, còn 10 triệu là sếp thanh toán bằng tiền mặt. Thì khi mà chị ghi tăng cái tài sản cố định này, chị vẫn ghi tăng vào 211 bình thường. Khi mà chị tính khấu hao, chị ghi tăng cho nó giả sử trong vòng 10 năm thì mỗi năm chị tính ra được cái số tiền khấu hao là bao nhiêu thì chị vẫn đưa vào chi phí bình thường, đúng không chị? Nhưng mà cuối năm chị tổng hợp cho em biết được rằng là đối với lại 10 triệu mà chị chuyển khoản bằng tiền mặt đó thì sẽ được phân bổ vào trong năm nay là bao nhiêu, và chị loại cái số tiền đó trên chỉ tiêu B4 giùm em, và tương ứng với thuế giá trị gia tăng cũng vậy luôn. Thuế giá trị gia tăng trong trường hợp này mình sẽ không được khấu trừ cái khoản 10 triệu mình thanh toán bằng tiền mặt, tức là 100.000 tiền thuế, mà mình sẽ chỉ sẽ được khấu trừ cái phần 90 triệu còn lại thôi. Phức tạp không? Phức tạp lắm. Đúng rồi, chính xác, mình bị loại, mà loại 10 triệu thôi nha, đừng loại 100 triệu của sếp, sếp khóc ròng luôn đó. Đúng rồi, chính xác, tại vì có một số bạn á điện cho em xong rồi bắt đầu là la làng lên, nói trời ơi chị ơi em bị loại hết cái tờ hóa đơn này, tội nghiệp sếp. Rồi sao nữa chứ sao, đúng không?
Thì đúng rồi, bởi vậy mai mốt mà sếp có nói anh chuẩn bị mua xe, sếp ơi là đem tư vấn cho thằng Trúc nha, bắt đầu là tư vấn cho nha, đừng có để sếp làm như vậy, tội nghiệp mình lắm. Tự dưng cái phải theo dõi cái khoản 10 triệu đó đang ở Excel, chi vậy trời. Rồi xe đúng không, xe thì gồm cái gì, thứ nhất là phí kiểm định nè, rồi phí phí đăng phí trước bạ nè, rồi gì nữa, phí sửa chữa xe vậy thôi. Nói chung là những cái nào em cứ hình dung ra là những cái nào nó làm cấu thành lên cái tài sản cố định, nó làm nâng lên giá trị của tài sản cố định thì nó được đưa vào 211, còn riêng cái thằng bảo hiểm trừ ra dùm chị là được. Rồi 242 đúng rồi, đưa vào 242. Rồi mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tính khấu hao nha. Rồi nhấn vào thêm tính khấu hao, mình đi ngoài luồng một tí xíu thôi đúng không mọi người? Rồi mình vào tính khấu hao của tháng 1 năm 2021 giùm em nè. Tháng 1 2021 mình sẽ có 3 cái khấu hao ha. Rồi, mọi người có ra số khấu hao không ạ? Đây, mọi người hình dung này, Misa nó có một cách theo dõi này cũng hay, giống như hồi nãy em nói chị đó. Tức là 10 triệu đó, mình hình dung là 10 triệu đó, thay vì mình phân bổ 10 năm thì nó sẽ một tháng mình sẽ đưa vào chi phí không hợp lý là bao nhiêu. Thì khi mình tính khấu hao trên phần mềm Misa, nó có một cái ô là giá trị tính vào chi phí không hợp lý. Thì khi mà mình gõ lại cái số tiền ở đây thì nó sẽ tự động lấy lên chỉ tiêu B4 là chỉ tiêu chi phí không hợp lý khi chị làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trên phần mềm Misa. Được không ạ? Rồi mọi người qua tab hạch toán, kiểm tra lại tài khoản hạch toán. Mọi người ai thấy đã nhìn vô là đã là 5 triệu 803.149 đồng ha, mọi người nhấn cất giùm em. Như vậy là bút toán mà tính khấu hao tài sản cố định hoặc là tính phân bổ công cụ dụng cụ thì mình có phải làm gì không? Mình chẳng phải làm gì hết. Mình chỉ cần việc vào cái tab phân bổ. Ở đây, khắp tính khấu hao đây nhấn nút thêm cho em là được. Làm tương tự cho các tháng còn lại. Nhưng mà đừng làm nha. Ở đây mình chỉ làm tới tháng 1 thôi. Rồi. Em chưa ghi thăng được. Rồi đọc Ultra đi mọi người. Từ từ nha, từ từ trước khi em đọc Ultra thì chị kiểm tra với mọi người một tí xíu. Rồi mọi người qua sổ tài sản cố định nè, mọi người cũng kéo ra đằng sau cùng. Mọi người so sánh giùm em cái số nào với số nào ạ? So sánh giùm em cái giá trị còn lại và cái dạng hao mòn lũy kế hai cột này nha. Rồi lấy màn hình chụp lại nè. Rồi quay qua bên báo cáo tài chính cho em cái phần bảng cân đối tài khoản. Để sao? Để mình so sánh giữa hai cái với nhau coi nó có sai hay không nha. Nhân viên của em là cuối mỗi kỳ em bắt tụi nó kiểm tra công cụ dụng cụ, kiểm tra hàng tồn kho, kiểm tra tài sản cố định rất là kỹ luôn. Tài sản cố định hữu hình nè. Tài sản cố định hữu hình, bây giờ mình sẽ coi cái hao mòn lũy kế giùm em nha. Hao mòn lũy kế của nó lúc này là 295.803.149. Và cái phần hao mòn lũy kế giá trị tính khấu hao nguyên giá không thay đổi đúng không? Mình đâu có mua bán thì tài sản cố định trong kỳ đâu. Như vậy là mình chỉ cần giúp coi giúp em cái hao mòn nó đúng là được. Hao mòn lũy kế là bằng tài khoản 214 phát sinh cuối kỳ ha. 295.803.149. Rồi, bạn nào đã theo kịp đến đây rồi thì vui lòng chat vào khung chat chữ đã khớp giùm em. Ai đã khớp rồi đâu à? Để coi ai lên top nào. Thanh Vân, Bùi Hoa Biển đã khớp, Phan Thị Ngọc đã khớp, Chu Phương đã khớp, Đặng Thị Thao đã khớp, Hoàng Ngân, Trần Thị Lệ đã khớp. Rồi bạn nào chưa làm được thao tác này vui lòng mở mic đọc u cha giùm em nha. Làm tới đây đã khớp phải sung sướng không mọi người? Sai quá trời luôn hả? Dạ. Rồi em vào của Diệu Linh trước nha. Diệu Linh
Diệu Linh, thông tin khấu hao. Diệu Linh ơi, em có thể mở mic được không? Không cô à, rồi không mở mic được thì không mở mic. Bây giờ ghi tăng đúng không? Đang ghi tăng cái phần nguyên giá này đúng không? Qua bên thông tin khấu hao. Ngày bắt đầu tính khấu hao của nó từ từ từng từng tab một. Thông tin chung nè. Thông tin chung của nó là ngày ghi tăng của nó là ngày 10 tháng 1 nha. 10/01/2021 nè. Rồi, đúng rồi. Chính xác. Ủa? Cái máy lập trình màu mà em, máy lập trình màu là em đang ghi tăng đầu kỳ mà. Em đang ghi tăng đầu kỳ nó của nó là ngày bao nhiêu? Lập trình màu, lập máy làm túi chứ đúng không? Máy làm túi là cái ngày là ngày 1/01/2016. Gõ lại nào, 1/01/2016. Đúng rồi. Tiếp theo. Qua bên thông tin khấu hao. Đúng rồi, ngày bắt đầu tính khấu hao là 1/01/2016. Nguyên giá của nó là cái gì vậy trời? Đang tăng máy lập trình màu đúng không? Máy lập trình màu mã của tôi nó là John mà. Rồi, để em tắt cái này đi nè, bình tĩnh nha. Không có lưu lại nè, được không? Thì hai mã này là hai mã của đầu kỳ mình sẽ không không tính nha. Bây giờ mình sẽ vào ghi tăng, sau đó mình nhấn nút thêm, được không ạ? À? Rồi, bắt đầu mình sẽ ghi tăng đầu tiên nè. Đầu tiên là cái ngày ghi tăng. Ngày ghi tăng là ngày 10/01/2021. Em gõ đi. Ngày 10/01/2021, đúng rồi. Mã tài sản là ZOZE. Z O Z E. Ngày ghi tăng máy lập trình màu đúng rồi là ngày 10/01/2021 nha. Đúng rồi, loại tài sản. Loại tài sản là máy móc thiết bị. Máy móc thiết bị nó là 12 phía trên á. Rồi, đúng rồi. Đơn vị sử dụng, số mũi tên xuống ở cái phần đơn vị sử dụng. Rồi, nó sẽ là phòng sản xuất, đúng rồi. Quay qua bên thông tin khấu hao, tab thứ hai luôn. Rồi, nguyên giá của nó gõ vào 30.950. Rồi, để là 7 năm. Rồi, những cái hao thông tin này là nó tự nhảy, tiếp tục qua thiết lập phân bổ. Rồi, chuyển lại cái tài khoản chi phí là 6274. Thông tư 133 hả? Thông tư 133 thì em để là 154. Rồi, 154 thì phải chọn khoản mục chi phí, số mũi tên xuống chọn khoản mục chi phí là chi phí khấu hao của nhà sản xuất chung á, không phải máy thi công. Máy thi công là dành cho công trình không phải đâu, kéo xuống phía dưới nữa. Đó, chi phí sản xuất chung đó. Rồi, khấu hao số 4 á, phía trên. Phía trên một cái, đúng rồi. Rồi, qua nguồn gốc hình thành. Chọn chứng từ. Rồi, chọn nguyên một năm. 6 tháng đầu năm cũng được luôn. Rồi, nó đâu rồi? Chứng từ của em nó đâu rồi? Cho chị mượn chuột đi. Rồi, tới đây mà không thấy chứng từ đúng không? Tạm thời cất nó lại đã. Nhấn đồng ý. Nó sẽ hỏi ha. Và từ từ vào sửa lại được không? Rồi, bây giờ quay qua lại chứng từ mua hàng của em nè.
Em kiểm tra lại cái phần mua hàng hóa dịch vụ này. Công ty 30 triệu 900. Đó, em hiểu tại sao nó không lên không? Tại vì cái chứng từ của em đang để là 6421, cái chỗ này của em nó phải để là 2111. 2112 mới đúng. Nhấn bỏ ghi, nhấn sửa. Rồi, xong rồi quay lại kia em qua bên tab thứ tư cái nguồn gốc hình thành, em làm y chang như vậy, em chọn lại cái chứng từ này em ghi lại là được ha. Thỏa mãn chưa? Rồi, đáp số khớp hả? Đáp số khớp mình chỉ so sánh cái 214 thôi nha mọi người. Đáp số khớp bên 214 là mình sẽ giá trị còn lại của nó là 295803149. Rồi, ai đã khớp? Chat từ đã khớp giùm em nha. Rồi. Không cần phải sửa lại. Được chưa em? Ghi tăng mở lại. Đó, mình không lấy dữ liệu được là do sao? Là do các anh chị có thể các anh chị vào vào lại cái chứng từ mua hàng hồi nãy, các anh chị kiểm tra lại giùm em coi các anh chị có đang làm mà mua hàng không có kho, và các anh chị hạch toán là 2112 giùm em không? Nó chỉ bị trường hợp đó thôi chứ nó không thể trường hợp khác, và coi thử cái ngày nó có chính xác là ngày 10 tháng 1 2021 không thôi. Đó, bạn này bạn lấy lên nột nè. Rồi, chị Hương ơi, chị kiểm tra lại giùm em nha, chị phản hồi lại giùm em nha, em khỏi vào Ucha nữa nha. Rồi, mình đi tiếp theo nha mọi người. Bây giờ hiện tại là ở cái tab phân hệ tiền lương. Tiền lương này á, thì mọi người giúp em là em không có dạy phân hệ tiền lương trên Misa. Tiền lương trên Misa là một cái phạm trù gì đó mà nó phải mất cả một, có thể là cả một ngày để chúng ta thiết lập lại, bao gồm là gì? Lương cơ bản, bảo hiểm, tất cả các thể loại. Và em Huyền bản thân em Huyền làm trên cái dịch vụ của cái phần công ty dịch vụ kế toán, em Huyền cũng không sử dụng bảng lương trên Visa. Tại vì sao? Bảng lương bên ngoài mình còn có rất là nhiều thứ để mình chỉnh ha, mình chỉnh rất là nhiều cái, ví dụ như thế này đây, ví dụ như bảng lương trên phần mềm. Đây, ở đây có mẫu bảng lương, ai cần mẫu bảng lương này thì em sẽ gửi cho mọi người nha. Tại vì em theo dõi bảng lương ngoài Excel thì nó sẽ có mẫu bảng lương kiểu như thế này. Nó sẽ công thức sẵn và có rất là nhiều khoản mục để mà mình có thể chỉnh sửa. Bảng lương là không, các anh chị làm ở ngoài Excel nó không, nó rất là đã, nó không phải giống như trong phần mềm mình phải chỉnh cột chỉnh hàng cực lắm. Nên là em cũng khuyên chân thành mọi người luôn, ở đây em đã thiết lập những cái cột ăn trưa điện thoại theo đúng cái định mức và phụ cấp của năm 2021, và tính được cái số thuế thu nhập cá nhân phải tính. Ai muốn gửi cái báo cáo này thì nhắn giúp em là xin file. Ai muốn xin file này thì nhắn xin file giùm em sẽ gửi cho mọi người cái file này ha, để mọi người có thể xem theo dõi. Và chúng ta làm sao ạ? Sau khi đã có cái file này rồi thì chúng ta sẽ có một cái bước gọi là chúng ta định khoản ở phía dưới như thế này. Định khoản ở phía dưới. Được không ạ? À? Định khoản phía dưới để có làm gì? Để các anh chị dựa vào cái phần định khoản này, các anh chị hạch toán vào phần mềm Misa và hạch toán vào chứng từ nghiệp vụ khác thì em là được. Bây giờ em sẽ phải vào trong một cái bảng lương mà em có hướng dẫn nhân viên của bên em á. Các bạn định khoản như thế này nè. Ví dụ cho các anh chị xem nha. Ví dụ như lương của công ty Thái Dương. Coi nào đây. Ví dụ. Đây. Ví dụ như lương của nhân viên Thái Dương. Đây. Các anh chị hình dung. Có ai cần chụp lại cái định khoản thì chụp giùm em nha. Xong rồi mai mốt không có hỏi em gửi cái file này, tại vì file này file lương của công ty người ta nên là không có gửi được, gửi chỉ được gửi file mẫu kia thôi. Đây. Thì đây là toàn bộ những cái gọi là định khoản đúng không ạ? À? Các
Các anh chị cứ hình dung này, chi phí doanh nghiệp định khoản sao, nợ của 642, nợ của 622 có 334, bảo hiểm công ty đóng định khoản làm sao, bảo hiểm nhân viên đóng định khoản làm sao, trả lương nhân viên thì trả bằng tiền mặt bao nhiêu, trả bằng tiền gửi ngân hàng bao nhiêu, thanh toán bảo hiểm xã hội thì thanh toán bao nhiêu, thanh toán bằng tiền gì, thuế thu nhập cá nhân phải đóng bao nhiêu, tạm ứng nhân viên trừ lại bao nhiêu, hạch toán chi phí công đoàn bao nhiêu, và hạch toán bảo hiểm xã hội ABC các thể loại. Mà người cứ định khoản dưới cái file lương, đây là file lương của một công ty, tụi em làm ở Excel, tụi em không làm trên phần mềm, tại vì nó có rất là nhiều thứ không thể chỉnh trên phần mềm được, mặc dù trên phần mềm Excel rất là tiện ích rồi ha, nhưng mà không thể phủ nhận là nếu chúng ta sử dụng trên này thì chúng ta không được chỉnh cột, không được chỉnh hàm rồi các kiểu thể loại gì đó. Nên là các anh chị cứ mạnh dạn thiết kế mẫu lương của các anh chị, hoặc là sử dụng mẫu lương chuẩn của phần của Santasa. Sau khi các anh chị đã chỉnh sửa xong rồi thì các anh chị sẽ hạch toán như thế này giùm em. Sau đó làm sao ạ? Định khoản vào chứng từ nghiệp vụ khác. Chứng từ nghiệp vụ khác ở trên Misa, nãy giờ em nói nhiều về chứng từ nghiệp vụ khác rồi đúng không? Nhưng mà trên Misa nó chỉ có một cái như thế này. Đây, nó sẽ nằm ở trong phần tổng hợp nha các anh chị. Các anh chị hình dung nhìn em này. Nó ở trong phần tổng hợp, thì ở đây chứng từ nghiệp vụ khác của các anh chị nó sẽ có hình dung như thế này. Nó chỉ có một cái hạch toán bên nợ và có. Và cái nội dung của cái hạch toán này là gì? Ví dụ như là hạch toán chi phí tiền lương tháng 1. Đó, thì bắt đầu các anh chị sẽ hạch toán dựa vào trong cái phần mà các anh chị đã định khoản Excel này rồi. Các anh chị bê nguyên si cái định khoản này, các anh chị hạch toán lên phần mềm. Và mỗi một cái định khoản như thế này, các anh chị làm một cái chứng từ. Bản thân kế toán mình thì phải viết định khoản của cái phần chi phí lương là như thế nào đúng không? Mình là hạch toán làm sao thì mình bê nguyên cái phần hạch toán này vào chứng từ nghiệp vụ khác giùm em. Nợ của 642 có của 334, 642. Đó, có của tài khoản 334. Rồi, nợ của 622 có của tài khoản 334. Đó. Có như thế nào thì hạch toán vào trong chứng từ nghiệp vụ khác như thế đó. Rồi sau khi hạch toán chi phí lương xong, mình tạo thêm một chứng từ khác, mình ghi là hạch toán chi phí bảo hiểm. Đúng không? Rồi, như vậy là mình cứ chuyển qua bên chứng từ nghiệp vụ khác giùm em nha. Rồi, em sẽ gửi file cho mọi người được không ạ? Rồi, như vậy là cái phần tiền lương trên phần mềm Misa chúng ta sẽ không thực hành, mà chúng ta sẽ có bảng lương ở ngoài Excel. Sau đó chúng ta sẽ định khoản ở dưới cái bảng lương đó như thế này. Được không ạ? Cuối cùng chúng ta sẽ sử dụng cái phần định khoản lương này, chúng ta sẽ hạch toán vào chứng từ nghiệp vụ khác. Chỉ có hai bút toán là chi trả lương đây và bảo hiểm, thì chúng ta sẽ vào trong phần phiếu chi hoặc ngân hàng để chúng ta làm. Được không ạ? Rồi, có ai thắc mắc về cái phần hạch toán lương này không? Em sẽ hướng dẫn cho mọi người. Nợ 154 có 3382, nợ 154 có 3382 là chi phí đúng không? Rồi. Đúng rồi, thì em cũng vào chứng từ nghiệp vụ khác, em cũng lấy bảng lương của em định khoản chi phí vậy thôi. Hành chính sự nghiệp nó không có xài phần mềm này em ơi, hành chính sự nghiệp nó xài Mimosa. Đúng rồi, nó xài Mimosa, và trong Mimosa của nó sẽ có những cái bút toán tương ứng gần giống như thằng này. Nhưng mà cái hệ thống tài khoản thì nó cũng giống như phần doanh nghiệp, chỉ khác cái 6, nó là 611 thì phải. 154, 611, nói chung là chị không có xài hành chính sự nghiệp nên chị không có biết. Chị chỉ biết là nó xài phần mềm Mimosa, là phần mềm dành cho hành chính sự nghiệp. Rồi, tại vì cái đó chị không rành ha, cái đó em cứ làm cái đó của em thôi. Còn chị chỉ hướng dẫn em làm trên phần mềm như vậy. Rồi ha, như vậy là lương mình đã qua, được không ạ? Em sẽ gửi cho mọi người file lương và mọi người làm. Nếu mà trong hạch toán thì em nghĩ là mọi người ai cũng biết đúng không? Mình chỉ cứ mang y chang hạch toán định khoản và chứng từ nghiệp vụ khác cho em là được. Được không ạ? Rồi, sau khi mà chúng ta qua được cái phần gọi là hết đi hết từ đầu đến cuối rồi, thì bước tiếp theo chúng ta sẽ lên đó là lập báo cáo thuế và lập báo cáo tài chính. Thì mọi người trước khi lập báo cáo thuế thì mọi người sẽ vào tắt thuế giùm em, được không ạ? Đây, tắt thuế đây. Đây là tắt thuế trên phần mềm.
Mọi người sẽ vào bên tab thuế, sau đó mọi người sẽ bây giờ mình sẽ lập tờ khai của quý 1 nha mọi người. Mọi người sẽ nhấn nút thêm, có mũi tên thêm chỗ này nè, mọi người tích vô, mọi người chọn là cái tờ khai khấu trừ được không ạ? À? Mọi người chọn giúp em tờ khai khấu trừ, mọi người chọn là tờ khai quý 1 năm 2021. Sau đó mọi người tích vào cái mũi tên này, mọi người nhấn đồng ý giùm em. Ở bên em á, mọi người có hay khai bổ sung, bên em có một bạn gọi là khai bổ sung, gọi là kêu bằng thánh khai bổ sung á, bạn ấy rất là giỏi về cái việc là khai bổ sung. Xin thưa khai bổ sung các thể loại luôn, nên là nếu mà mọi người cần á thì mọi người chat lên vào trong cái group á, mọi người nói là cần hướng dẫn khai bổ sung thuế giá trị tăng. Bữa sau thì em sẽ thỉnh bạn ấy về để em cho các bạn bạn hướng dẫn cho mọi người nha. Nói lại đoạn nào chị? À, đoạn tờ khai thuế đúng không? Rồi, em thao tác lại cho mọi người nè. Mọi người sẽ vào bên tab thuế giùm em. Sau đó mọi người sổ mũi tên xuống, mọi người chọn cái thông tư 26. Xong rồi mọi người chọn là tờ khai quý, mọi người chọn là tờ khai quý 1. Sau đó mọi người tích vào là bảng kê bán ra và bảng kê mua vào. Xong rồi mọi người nhấn đồng ý giùm em được không ạ? Rồi, sau khi mọi người đã nhấn vào xong rồi ha, xong rồi mọi người sẽ bắt đầu chuyển qua cái phần bảng kê bán ra. Mọi người kiểm tra coi là à, có phải mình có 3 cái chứng từ, 4 cái chứng từ bán ra bao gồm một cái phần hàng bán trả lại không? Cộng với lại cái bảng kê mua vào, có khớp không? Rồi, bây giờ mọi người lập xong thì lúc này mình sẽ nhìn thấy được gì? Là mình sẽ phải thuế giá trị chưa khấu trừ chuyển kỳ sau. Rồi, mọi người nhìn thấy dùm em là cái số thuế chuyển kỳ sau của em là 66.446.000. Ai trùng với cái số này của em thì vui lòng chat chữ đã khớp trên phần mềm, trên bảng chat dùm em được không ạ? Rồi, ai đã khớp đâu ạ? Quỳnh Giang đã khớp, Phan Thị Ngọc đã khớp, Chu Phương đã khớp. Rồi, rồi đã khớp rất là nhiều ha. Rồi, ok. Rồi, như vậy là đã khớp, là đã tự tin được là bảng kê bán ra của mình là như thế nào, bảng kê mua vào của mình như thế nào rồi đúng không mọi người? Rồi mọi người nhấn cất giùm em. Người ký không được phép bỏ trống. Rồi mọi người tích vô chữ người ký, điền vô Đinh Thị Huyền. Rồi nhấn cất. Xong rồi làm sao? Xong rồi mọi người nhấn in lên. Mọi người không cần in hai cái này đâu, mọi người chỉ in mỗi một tờ đó thôi, mọi người nhấn in. Rồi thì là mọi người chọn ra là xuất khẩu ra XML là XML hay là XML. Sau đó làm sao? Mọi người sẽ tiến hành đi nộp thuế nếu là mọi người là tên công ty này và địa chỉ này và mã số này. Đây mọi người sẽ tích là xuất ra XML được không ạ? Tại vì ở đây là mình chưa thiết lập công thông tin của cơ quan thuế. Giả sử ở đây nó sẽ là cơ quan thuế ở là quận 1. Quận 5 đi. Satasa là quận 5. Satasa có 3 chi nhánh nha mọi người. Một cái là quận 5 thành phố Hồ Chí Minh và một cái là quận 1 68 Nguyễn Huệ. Ai đi ngang qua phố đi bộ Nguyễn Huệ thì hú em nha. Hiện tại em đang ngồi ở 68 Nguyễn Huệ. Có ai gần đó không? Thích quận 1 hơn. Đó, tạo quận 1 nha. Ô, Ngọc Thảo 35 Nguyễn Huệ à? Hay quá. Bữa nào mấy chị em mình cà phê nha. Rồi, thì khi mà mình thiết lập xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành làm sao ạ? Rồi, chúng ta sẽ xuất cái file này ra ở trong cái thư mục đào tạo 2 ngày đúng không? Rồi, xuất nó ra. Rồi sao? Rồi chúng ta sẽ đi nộp cái file XML này. Trong trường hợp làm sao ạ? Trong trường hợp một số anh chị xài ké phiên bản, xài ké cái phần gọi là bản quyền của Visa thì các anh chị lại phải làm một thao tác nữa là sao? Các anh chị vào HTK, các anh chị nhập khẩu cái tờ khai này vào. Các anh chị vào HTK đúng không? Các anh chị vào HTK. Xong rồi. Các anh chị vào HTK xong rồi các anh chị chọn đến tờ khai thuế giá trị gia tăng theo quý 1 năm 2021. Xong rồi các anh chị chọn nhập khẩu vào ha. Ví dụ đi. Chắc chắn là không nhập được do nó có khác cái mã số thuế. Nhưng mà em cứ làm tới cái bước đó cho mọi người hình dung nha. Mọi người vào tờ khai thuế này.
Đúng chưa? Mọi người chọn là tờ khai quý 1 năm 2021 này, mọi người đồng ý nè. Xong rồi thì là mọi người tích vô cái nút gọi là đấy, nhập từ XML. Được không ạ? Rồi mọi người chọn đến cái file XML mà mọi người vừa mới nhập vào, mọi người open vô. Tại vì sao? Tại vì nó không nhập được là do cái mã số thuế của bên kia nó đang không khớp với công ty Thương Minh Quang, kỹ thuật Thương Minh Quang này em, nên nó không cho vô. Còn mọi người thiết lập hai cái phần mã số thuế của hai bên nó giống nhau thì nó sẽ vào ha, mặc dù nó không phải giấy phép của MISA, được không ạ? Và mọi người sẽ tiến hành nhập xong rồi, mọi người sẽ tiến hành cần ghi lại bình thường và kết xuất ra MISA bình thường. Còn nếu mà mọi người thích làm thủ công thì mọi người in cái tờ đó ra, xong rồi mọi người vào trong đây mọi người gõ lại, xong bắt đầu mọi người xuất ra, xong rồi mọi người đi nộp, đúng không? Được không ạ? Như vậy là thuế mọi người đã khớp ha. Thì sau khi đã lập tờ khai thuế giá trị tăng trên phần mềm xong rồi thì mọi người làm việc gì nữa ạ? Mọi người sẽ vào trong cái phần thuế, kéo thanh trượt xuống, tích vô cái chữ khấu trừ thuế giùm em nha. Rồi chọn khấu trừ theo quý nè, rồi chọn quý 1 năm 2021, nhấn đồng ý để khấu trừ thuế. Tức là sao? Định khoản nợ của 33311 và có của 1331, đúng không ạ? Rồi phần này phần mềm tự lấy lên ha, mình chỉ kiểm tra coi là phần mềm nó có đúng hay không. Rồi nhấn cất. Rồi được không ạ? Được chứ, nó sẽ sinh vào chứng từ. Khi mọi người làm bút toán khấu trừ thuế đây nè, nó sẽ sinh vào cái ở các chứng từ nghiệp vụ khác. Mọi người cứ vào chứng từ vụ nghiệp vụ khác, mọi người lôi nó ra, nó sai thì mọi người xóa nó đi, sau đó mọi người sẽ tiến hành khấu trừ lại. Đây, khấu trừ thuế mọi người vừa mới làm nó sẽ vào đây. Chứng từ nghiệp vụ khác nó giống như kiểu một cái thùng cái bằng thùng gì, thùng xốp á, có cái gì khác những cái phân hệ kia nó thảy vào đây hết ha. Đúng rồi, nếu mà mình cảm thấy nó sai thì mình sẽ xóa đi và mình khấu trừ lại. Đúng rồi, chính xác, mình sẽ làm trong không khấu trừ thuế. Ở đây nó chỉ là kết quả của việc khấu trừ thuế, tại vì nó sẽ là một cái chứng từ nghiệp vụ khác định khoản nợ của 3311 và có của 1331 thôi. Rồi, như vậy là mọi người đã khấu trừ thuế xong đúng không? Đối với công ty thương mại, mọi người chỉ quan trọng dùng Huyền đó chính là tờ khai thuế nó có khớp với lại cái bảng cân đối tài khoản hay không. Mọi người kiểm tra quý 1. Mọi người vào quý 1, mọi người phải xác định được là 1331 trong kỳ nó phải khớp, nó không phải khớp, tại vì có một số bạn nói rằng là chị ơi, tại vì cái hóa đơn của em mặc dù là em khai là quý 1, nhưng mà mặc dù em định khoản vào quý 1 nhưng mà em khai vào quý 2, hoặc là em định khoản vào năm nay nhưng mà em khai vào năm sau, thì 1331 không nhất thiết phải giống. Nhưng mà nếu mọi người muốn giống thì mọi người nó có sự khác biệt như vậy thì mọi người có thể sử dụng tài khoản trung gian đó là 1388. Được không ạ? Mọi người nếu mà trong trường hợp mà mọi người muốn rạch ròi được cái việc là tờ khai thuế của nó phải khớp với tài khoản 1331 thì mọi người có thể đẩy những cái thằng mà mọi người không khai ở năm nay, mọi người muốn khai năm sau thì đẩy vào 1388, xong rồi qua năm sau mình chuyển ngược lại từ 1388 sang 1331 để cho tờ khai thuế khớp với lại cái bảng cân đối tài khoản cho nó dễ kiểm tra ha. Như vậy phát sinh trong kỳ của mình 1331 của quý 1 là 107 triệu, được không ạ? Rồi kiểm tra, không ai nói mình đúng cả nha. Rồi tiếp tục kéo xuống, 33311 của mình là bao nhiêu? 1331 của mình, kiểm tra từng cái một nha các bạn. 1331, 33311 của mình là bao nhiêu ạ? 33311 của mình là 40.185.000 ha. Rồi, mình sẽ check với lại cái tài khoản thuế qua đây. Mình mở lại cái tờ khai thuế của mình check với lại tài khoản thuế của mình nè. Một trăm lẻ sáu, như vậy nó đang bị lệch ha, nó đang bị lệch là lệch do tài khoản nào? Ở đây tổng của nó bên kia nó tới 107 nhưng mà ở bên này nó có 106 thôi. Nguyên nhân là sao? Nguyên nhân là do cái chứng từ này nè, chứng từ này là chứng từ mua hàng trả lại, đúng không mọi người? Chứng từ mua hàng trả lại đúng không? Nên là nó sẽ không phải vào tài khoản 1331 mà nó là tài khoản nợ của 33311, nên là cái bảng kê mua vào của mình nó đang
không khớp với lại cái phần mà tài khoản 1331 thì mình chỉ cần giải thích với cơ quan thuế là tại vì tôi có cái bút toán như vậy nên tôi không bị lệch. Rồi, mình nếu mà mình muốn chắc ăn mình kiểm tra báo cáo đối chiếu một lần nữa nè. Nó sẽ có một cái phần báo cáo đối chiếu là sổ bảng kê và sổ cái. Mình sẽ sort theo quý 1 và mình sẽ sort theo tài khoản 1331 nè. Mọi người thấy nó đâu có lệch đâu. Nó không lệch tại vì cái nguyên nhân là do mình có một cái chứng từ mua hàng trả lại. Nên là lúc này trường hợp là một cái trường hợp không lệch mà đúng của cái phần 1331, đúng không ạ? Như vậy nếu mà trong trường hợp mọi người so sánh mà mọi người phát hiện ra cái nào nó sai thì mọi người có thể sử dụng báo cáo đối chiếu trên phần mềm MISA nha. Rồi tiếp tục, khi mà mọi người làm xong được cái phần thuế rồi thì mọi người làm tiếp theo nữa là mọi người lên cái báo cáo tài chính của năm 2021. Muốn lên báo cáo tài chính thì mọi người phải làm sao? Phải tính lại giá xuất kho. Mình đi một vòng nãy giờ rồi, đối với công ty thương mại thì mình phải tính giá xuất kho. Tích vào là tính giá xuất kho. Mình chọn là năm nay, năm 2021 ha, thì tính giá là theo tháng, sau đó mình tính giá xuất kho. Rồi các bạn tính giá xuất kho đi để mình lên báo cáo tài chính nha. Hai ngày học của mình thì mình chỉ được học được đến gọi là công ty thương mại thôi. Còn sau này mình sẽ học thêm cái phần gọi là công ty xây dựng nha. Mình có một cái khoảng bài tập đằng sau. Mình sẽ học về cái phần gọi là xây dựng. Có, chắc chắn phải tính lại. Mình tính lại chục lần nữa thì cái giá xuất kho nó cũng sẽ không thay đổi. Nên là anh chị nào muốn tính lại thì cứ tính thôi. Nhưng mà nên tính lại nha, phải tính lại thời điểm cuối năm, tính lại lần nữa trước khi lên báo cáo tài chính. Chị nghe này em. Chị nghe nè. Chị đang dạy học, nói đi. Giá trị đóng thuế hả? Hình như của nó là 30 triệu hả? Ừ đúng rồi. Không biết nữa. Thuế chị không biết bên kia. Chị không nhớ là bao nhiêu nhưng mà nó tầm đó, tức là ghi rất là thấp, khoảng 3 triệu, bao nhiêu triệu đó mình ghi là cho phòng công chứng nó ghi cho mình. Hình như là 30 triệu. Thuế đúng rồi, đóng có triệu mấy hả? Rồi, tính ra xuất kho xong rồi nha mọi người. Mọi người tính ra xuất kho xong rồi, bắt đầu mọi người sẽ kiểm tra lại giá vốn. Mọi người sẽ kết chuyển lãi lỗ, nhưng mà ở đây mọi người hình dung này, trong cái bài học này của mình á, là mình không có tính ra thành thử ra nguyên một năm nay của mình sẽ bị một cái trường hợp là mình dư trên tài khoản 6274 và 6273. Nên là các anh chị theo học với em ngày hôm nay thì các anh chị vào trong chứng từ ngữ pháp, các anh chị làm cho em một bút toán chuyển từ tài khoản này sang tài khoản 154 giùm em nha. Đây, các anh chị nhấn 627 không ạ? Nó sẽ dư là 5 triệu và 2261. Các anh chị làm cho em một cái thao tác đó là chuyển bằng tay. Đối với lại các anh chị không tính giá thành trên phần mềm MISA thì các anh chị cũng làm như thế này, tập hợp tất cả vào 627, 621, 622 xong bắt đầu tính gì đó ở ngoài Excel bên ngoài, đúng không? Các anh chị có những anh chị xiềng như vậy luôn á, là các anh chị tính ra ngoài bên ngoài xong bắt đầu các anh chị mới tiến hành vào trong cái phần kho để các anh chị tiến hành nhập kho của cái thành chi phí đó, hoặc là nhập kho của cái thằng giá thành đó để mà các anh chị làm. Còn đây là em đang có bút toán xử lý đưa nó về để em kết chuyển lãi lỗ để em cuối kỳ ha. Bây giờ mọi người chứng từ nghiệp vụ khác, mọi người hạch toán là kết chuyển chi phí sản xuất kinh doanh. Mọi người đừng thắc mắc em là tại sao có bút toán này nha. Bút toán này em chỉ làm để cho nó hết số dư để bắt đầu mình làm được báo cáo tài chính thôi. Rồi, mình sẽ kết chuyển bút toán này vào tại thời điểm 31 tháng 5 cũng được, được không ạ? Rồi, mình sẽ định khoản làm sao ạ?
Mình định khoản giúp em là nợ của tài khoản 154. Mình chuyển nó về 154, mình treo cho 154 giùm em ha. Nợ của 154 và có của 6273. 6273 của em là 5 triệu. 5 triệu. Rồi, mọi người tiếp tục 154 của 6274 của em là 2.261.000. 6274. 2.261.482 đồng. Được không ạ? À? Để em chuyển cái này qua để em kết chuyển lại lỗ các anh chị. Rồi, mình làm bút toán kết chuyển qua 154 để cho số dư thêm 154 mình tính ra thành sau ha. Rồi như vậy là em đã kết chuyển xong, thì cái việc tiếp theo mà em làm để em hoàn thành cái báo cáo này của em á, em tính lại giá. Thứ nhất là em bút toán đầu tiên là phải khấu trừ thuế, đúng không mọi người? Bút toán thứ hai là em tính ra xuất kho là em cũng đã làm rồi nè. Và bút toán thứ ba là em sẽ vào trong cái phần tổng hợp nè mọi người. Vào trong phần tổng hợp, mọi người tích vô dùm em cái phần kết chuyển lãi lỗ, sau đó mọi người nhấn thêm dùm em ha. À, xong rồi mọi người để dùm em là 31/12/2021, ví dụ như vậy, 31/12/2021. Rồi như vậy là sao? Như vậy là em đang lời 72 triệu. Sau khi mà em mua hàng bán hàng, đây là em chưa hạch toán lương nhá, chưa hạch toán cái gì cả, chỉ có khấu hao này kia tới tháng 1 thôi. Nhắm từ từ là mình để mình lời 72 triệu, được không ạ? À? Rồi mình lời 72 triệu, giả sử mình giả sử trong trường hợp mình lời 72 triệu rồi, năm 2021 nhà nước vẫn cho mình được giảm thuế suất ưu đãi là giảm 30% trên số thuế phải nộp, thì anh chị nào tính nhanh cho em được số tiền thuế phải nộp là bao nhiêu không ạ? À? Ai cho em đáp án đúng đây ạ? À? Rồi lấy Excel ra tính. Có anh chị nào tính được không? 72.059.000 là lợi nhuận trước thuế. 059.639. Hình như có những của chưa ai chat à. Ai tính ra được tiền thuế phải nộp trong năm sau khi được giảm 30% là bao nhiêu? 72.059.639. Nhưng mà không đúng. Chính xác, số tiền đúng là 10.088.349. 10.088.349 được tính như thế nào? Công thức đơn giản lắm. 72.059.639 đồng, mọi người nhân với 0.2. Sau đó mọi người nhân với tiếp với 0.7 là xong. Đúng không ạ? Rồi, sau khi tính được ra con số này xong rồi, là tức là mọi người kết chuyển lần đầu là mọi người không ghi sổ vào nha. Nhìn này, em Huyền không hề ghi sổ nha. Em Huyền chỉ đóng và cất đi thôi. Em xin lỗi, em chỉ đóng lại thôi là em không có lưu lại. Xong rồi em vào chứng từ nghiệp vụ khác. Em làm sao ạ? Em nhấn nút thêm và em hạch toán chứng từ nghiệp vụ khác. Hạch toán nè. Ghi nè, hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021. Rồi, 31/12/2021. Được không ạ? Định khoản là gì ạ? Nợ 821. Có của tài khoản 3334. Gõ số tiền này vào giùm em. 10.088.349. Được không ạ? À? Rồi sau đó mọi người nhấn cất giùm em. 821 có của 3334. Chính xác. Hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau đó mọi người làm bút toán gì ạ? À? Quay lại kết chuyển lãi lỗ. Nhấn nút thêm giùm em. Rồi mọi người nhìn thấy không ạ? À? Tự động cái con số tiền 31/12/2021, cái số tiền của chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp nó đã được đưa vào đây. Và lợi nhuận của mình lúc này là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Sau đó mình mới nhấn nút cất. Bây giờ mới là lưu cái phần kết chuyển lãi lỗ lại. Chính xác ha. Lưu lại chính xác chưa? Đây chính là cái kết chuyển lãi lỗ chính xác. Và đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cuối kỳ ha. Sau khi đã có con số này rồi, đã có được tất cả các báo cáo xong rồi, mọi người sẽ vào trong cái phần lập báo cáo tài chính. Để lập toàn bộ báo cáo tài chính, nhấn nút thêm ở đây, mình sẽ có hai cái báo cáo tài chính cần nộp, đó chính là báo cáo tài chính trên này và thuyết minh báo cáo tài chính mình lập cho năm 2021 ha. Kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp, nhấn đồng ý. Rồi, đây là chính là báo cáo hoạt động kinh doanh Đinh Thị Huyền. Rồi.
Rồi, như vậy là mình đã lập được cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh này trong kỳ ha. Bao gồm là gì? Bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ mình cấp. Sau khi mình đã cấp cái này xong rồi thì mình nhấn nút in. Và đây chính là bộ báo cáo tài chính mình cần đi nộp. Được không ạ? À? Rồi, so sánh số nè. Số đầu năm trên cái bảng cân đối tài khoản của em là bao nhiêu? Tổng cộng tài sản là 4331, tổng cộng nguồn vốn là 4331, tổng cộng nguồn vốn bên này là 5537956379. 5537956379. Rồi, ai mà theo kịp bài giảng đã khớp vui lòng ghi đã khớp trên màn hình chat dùm em. Có ai đã khớp không? Có ai đã khớp là rất là giỏi luôn. Tại vì em cũng cảm giác em giảng khá là nhanh. Nhưng mà nếu mà không nhanh thì không kịp bài. Chu Phương giỏi quá, Quỳnh Giang giỏi quá. Ngọc Thảo em báo hòa rồi. Chu Phương điểm 10 nè. Ngọc Quỳnh Giang điểm 10 nè. Ai không? Có ai chưa khớp không? Sung sướng không Chu Phương? Quỳnh Giang. Nó bị lệch đúng không? Tại sao nó bị lệch? Bây giờ lệch là lệch cái nào? Lệch tài sản với nguồn vốn đúng không? Rồi. Rồi, bây giờ mình đã lập được báo cáo tài chính rồi thì mình sẽ in cái này ra. À, mình lập xong báo cáo tài chính xong thì mình phải tích vào mũi tên xuống mình lập thuyết minh nhá. Mình nhớ lập thuyết minh của năm 2021 nha mọi người. Xong bắt đầu mình sẽ xuất file thuyết minh này ra Excel. Rồi, kèm theo với lại cái báo cáo tài chính thấy kèm eo nữa để mà mình sao mình đi nộp kèm cơ quan thuế đúng không ạ? Kèm phụ lục nha, nộp theo kiểu phụ lục nha. Đừng ai nói là em ơi, chị ơi em không biết lập nộp thuyết minh nha, quýnh cho một trận đó. Rồi, xuất cái file thuyết minh là Excel. Phần mềm Misa tiện không mọi người? Ủa, em thấy rất là tiện luôn á. In nó lên, xong rồi xuất Excel. Ai mà xài ké nhớ đổi tên nha, các tình yêu. Chứ là dâu ông này cắm cầm bà kia là có đó nha. Chị cũng đâu có của năm trước. Không, của năm trước cái phần cân đối tài khoản thì có, nhưng mà kết quả động kinh doanh không có. Em phải nhập vào, bằng tay vào. Rồi xuất khẩu đó với Excel. Nhớ mai mốt đổi tên nha. Rồi thuyết minh báo cáo tài chính đã có, bảng cân đối tài khoản đã có. Đổi tên như thế nào á hả? Đổi tên như thế nào thì chúng ta sẽ tích chuột phải lên. Xong rồi tính chúng ta sẽ gì? Có ai biết đổi tên không chị đi? Bây giờ Huyền chỉ mất công mấy bạn Misa kêu là chỉ lại rồi sao bạn bán được hàng này. Đổi tên sao? Ai biết không? Ctrl F. Relay, thay thế. Đúng không? Đúng rồi, xuất Excel xong đổi tên. Đúng rồi, chính xác, mình làm suốt. Nói vậy là biết hơi dùng ké hơi bị nhiều đúng không? Rồi, bảng cân đối tài khoản của chúng ta quay lại báo cáo. Quay lại báo cáo ha. Bắt đầu bảng cân đối tài khoản. Trên Misa nó có một cái tiện ích này này để kiếm cho mọi người, tiện ích kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách. Cuối năm mà mọi người làm xong rồi cái mọi người không tự tin á thì để phần mềm kiểm tra giùm các bạn nhé. Các bạn hãy chọn theo năm nè, sau đó các bạn chọn là sao? Kiểm tra toàn bộ nội dung. Phần mềm nó sẽ chạy cho các bạn. Nó sẽ chạy cho các bạn các cái phần mà bị lệch nè. Công nợ như thế nào này, tài sản cố định ra làm sao nè, thuế có bị trùng và có lệch bảng kê hay không, vân vân và vân vân. Hồi xưa Misa không có cái này đâu, nâng cấp lên 2020-21 mới có nha. Đừng hỏi cô ơi sao bên em không có cái này.
Ngọc Anh nó đã bị sập nguồn. Bạn SME 2021 đó, bạn nói rằng nè các bạn giỏi quá, mình thì tiêu rồi. Xong rồi có một số bạn nói là mình thì theo không kịp, Phạm Hoa theo không kịp đúng không? Thì mình sẽ gửi lại cái video cho các bạn để các bạn từ từ các bạn ngẫm nhé. Các bạn yên tâm. Rồi, khi mà ra được cái báo cáo kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách này, bắt đầu mình sẽ rà từ trên xuống dưới nha. Có một số nó lệch nè, nhưng mà không sao nha. Tại vì sao? Tại vì cái số hiệu tài khoản của trên bảng cân đối tài khoản nó đang để là 2111, còn cái số hiệu khi mà mình hạch toán vào trong cái tài sản cố định nó đang là 2112. Nên là mình có thể vào trong cái tài sản cố định này mình kiểm tra lại, hoặc là mình vào trong phần ghi tăng á mình kiểm tra lại nhá. Đây. Thấy không? Mình không phát hiện ra đâu, nhưng mà phần mềm nó phát hiện ra cho mình đấy. Đây nè. 2112 này, mình đang để là 2112 hết, nhưng mà cái bảng cân đối tài khoản của mình á, khi mà mình hạch toán mua cái chiếc xe đó về, có thể là mình đang để là 2111. Muốn biết được hay không thì mình vào lại cái bảng này. Thấy không? Phần mềm, em thấy phần mềm nó siêu mà. Rõ ràng là cái đầu kỳ, cái chỗ mà nhà chữa cửa vật kiến trúc nó phải là 2112 mới đúng, đúng không? Đó, thì sao? Thì em phải vào trong phần nghiệp vụ. Nhập số dư ban đầu. Để coi nó là 2111 hay nó là 2112 đây. Nó là 2112. Rồi em sửa lại nhá. 2112. Sửa ở đây thì không sao nha mọi người. Số dư tài khoản 2112. Đây. Nó là 2111. Chuyển Ctrl X, Ctrl C. V chết mồ. Mất tiêu nó nói 360 triệu. Có ai bị sai giống mình không? Mình không phát hiện ra mà phần mềm phát hiện ra đúng không? Siêu không? Quá siêu. Sửa ở đây thì không cần phải xóa bút toán khấu hao, tại vì nó không liên quan đến phần ghi tăng. Mọi người đừng thắc mắc với việc là tại sao cô sửa được nha. Rồi, như vậy là mình đã kết thúc 2 ngày học. Ngày hôm nay có vẻ là khá là nặng cho mọi người, tại vì mọi người nạp vô đầu rất là nhiều kiến thức. Nhưng mà nếu mà không làm như vậy thì mọi người sẽ không theo kịp bài học. Có một số bạn đã theo kịp đúng không ạ? Có một số bạn không theo kịp thì mình sẽ gửi lại video cho mọi người, từ từ mọi người ngẫm nha. Video của chúng ta sẽ có 4 video. Và còn một cái phần gọi là về cái phần tính giá của tính giá hành á, thì cái này Huyền sẽ nợ lại mọi người nha, để Huyền kết hợp với lại một cái bạn để hướng dẫn cho mọi người về cái phần gọi là chạy dòng thuế á, để mà khai bổ sung á, thì mọi người Huyền sẽ kết hợp với cái bạn đó của bên mình nữa. Bạn nó siêu lắm, hay bổ sung. Nên là mình sẽ nói bạn đó hướng dẫn với các bạn một ngày, một buổi về cái phần khai bổ sung cộng với lại cái phần tính giá thành theo xây dựng. Mọi người hình dung ra tính giá thành theo xây dựng nó như thế này nè. Tức là nó cũng giống như thương mại bình thường, nhưng mà nó sẽ có những cái bút toán hạch toán vào chi phí, ví dụ như là 621, 622, 627 của từng công trình. Thì trên phần mềm Lisa mình sẽ tạo thêm một cái mã gọi là mã công trình, đúng không? Mã công trình, sau đó mình sẽ tập hợp tất cả những cái chi phí vào mã công trình đó, và mình sử dụng cái phần tính giá thành Visa như một công cụ để mình gom toàn bộ chi phí và kết chuyển vào công trình vậy thôi. Còn về cái việc mua hàng hay bán hàng, nó cũng giống như thương mại. Mình muốn lên công trình, mình phải đi từ thương mại, xong bắt đầu mình từ thương mại bắt đầu mình mới lên công trình, xong mới qua giá thành sản xuất, giá thành giảm rất giảm đơn, giá thành giảm rất hệ số tỷ lệ, được không ạ? Rồi. Bây giờ các bạn còn câu hỏi nào, các bạn mở mic lên để mình giải thích cho các bạn nhé. Có một số bạn đã rớt và theo không kịp. Rồi, bây giờ mình quay lại cái bài toán đó là mình sẽ đợi một chút xíu nha, mình có cái điện thoại. Alo. Đúng rồi. À, mình nhận được rồi. Đúng rồi. À, không thấy bạn nhắn thì để bạn nhắn thì mình nhìn mình báo cho bạn đấy nha. Ừ. Rồi rồi chị báo cho, mà không chưa có thời gian học chính xác hả em?
Ừ rồi ok em. Rồi mọi người ơi, bây giờ em nói mọi người nghe này, sau 2 buổi đào tạo, sau 2 ngày đào tạo thì mọi người đã có một cơ số lượng kiến thức khi mà em truyền đạt cho mọi người. Có thể một số bạn đó là ok, có một số bạn là vẫn chưa ok lắm, nhưng mà em sẽ gửi lại cái video của 2 cái ngày học ngày hôm nay để cho các anh chị nắm. Em đã nói ngay từ đầu rồi, phần mềm Misa, kể cả phần mềm Misa hay là Fast hay là Smart hay là Pro hay là cái gì, nó cũng là một cái quá trình để mà mình luyện tập và mình trau dồi được cái phần gọi là kỹ năng của mình làm thôi. Thì Misa nó cũng giống như vậy, để mà thích ứng và mình làm Misa được mượt mà thì mình chỉ có một cách là mình thực hành nhiều, mình thực hành tới đâu mình vướng mắc tới đó. Và có một số anh chị hỏi em là Misa đến lúc mà có vấn đề gì gọi rất là khó, các anh chị nhìn thấy điện thoại của em không, để coi thử cái nào. Đây, các anh chị nhìn thấy cái điện thoại của em không, có nhìn rõ không? Đây, đây. À, nó có một cái ứng dụng nó gọi là Misa Spot. Bản thân em á, xài Misa thường xuyên cũng phải cài cái này, và mình chỉ cần nạp cho nó khoảng 100 ngàn. Nếu giả sử trong trường hợp mà mình bí quá, mình không gọi cho ai được thì mình vẫn có thể gọi cho tổng đài để mà họ hướng dẫn mình ngay tại cái thời điểm đó, mình vượt qua được cái khúc mắc đó là mình có thể làm tiếp được dữ liệu. Còn nếu mà các anh chị nhiều khi các anh chị gọi cho cái số là 1900 8677 á, bây giờ cái số đó hiện tại họ đã khóa rồi và gọi rất là khó khăn, nên là các anh chị vui lòng là cài lại cái Misa Support này để gọi. Các anh chị gọi lần một không được, chia sẻ gọi luôn nha, gọi lần một không được gọi lần hai giúp em, gọi lần ba giúp em, chỉ cần hơn 3 lần cuối giờ họ sẽ gọi lại cho mình, và sao họ sẽ trừ tiền của mình. Nên là dịch vụ này yên tâm từ đầu tới cuối chỉ trừ tiền, nhưng mà sao ít nhất là mình có nơi để gọi. Có nhiều anh chị nói thêm này, tôi không thích xài Misa tại vì Misa gọi là tốn tiền, nhưng em nói thật với chị luôn á, xài cái bảo hiểm nhất là cái VNPT, nhiều khi các anh chị gọi đúng không, mong rằng nó tính tiền để mà nó hỗ trợ được mình, hoặc là cái chữ ký số này kia cũng vậy, nhiều khi anh chị gọi nó miễn phí á, nó không thể hỗ trợ được mình tại vì nó có rất là nhiều người và ít nhân viên để mà hỗ trợ mình. Còn riêng Misa tổng đài của nó tới gần 100 nhân viên lận, nên là vào cái thời điểm mà không không có cái sự gọi là quyết toán không có thì các anh chị gọi bình thường. Nên là nếu mà các anh chị trong trường hợp nhắn tin cho em Huyền mà em Huyền bận á, em Huyền không hỗ trợ kịp thời, thì các anh chị vui lòng gọi tổng đài Misa để cho các em tư vấn mình. Nếu mà anh chị nào mà tiếc tiền quá thì chỉ cần alo em ơi vào Ultra hỗ trợ chị vấn đề ABC, xong rồi em nói em ơi chị hết tiền chị cúp máy nhé. Các bạn vẫn nhiệt tình mà, em thấy các bạn nhân viên Misa rất là nhiệt tình, nên là đừng đừng có lúc nào cũng cũng khó khăn làm gì, mình phải cởi mở với người ta thì người ta mới cởi mở với mình. Cũng giống như em chia sẻ vậy đó, nếu mà giả sử trong trường hợp mà em chia sẻ em hỗ trợ mọi người, có nhiều anh chị ở ngoài Bắc á, mỗi một nói câu chuyện vui, có một bạn ở quận 1 á, bạn em đào tạo cái đợt 2 của năm 2020 á, tới tận bây giờ luôn, mỗi lần mà bạn bán cái gì mà ngon ngon á, bán mận vừa rồi mới tới đợt mận này, chị ơi em vừa mới nhập mận về bán ngon lắm, hoặc là nhà em có cái này có khoai có đồ á, trời ơi gửi cho em luôn. Em nói gửi gửi mà gửi khoai nè, gửi trái cây nè kia, cảm thấy hạnh phúc sung sướng lắm. Em không cần tiền, em chỉ cần những cái tình cảm của các anh chị như vậy, các anh chị cảm thấy được là em mang đến một cái giá trị đó cho anh chị, và anh chị cảm thấy à trong cả một năm em hỗ trợ được anh chị rất là nhiều, anh chị có một phần quà nho nhỏ gọi là trái cây gì đó, em cảm thấy là happy. Còn giả sử không, các anh chị ở xa không cho được em cái gì cũng bình thường mà, em tại vì em bản thân em đâu có biết anh chị là ai, nhắn tin là em trả lời. Nhưng mà trên tiện đây á, qua cái phần này á, em cũng có một cái chia sẻ rất là buồn. Các anh chị hình dung không, nguyên một gọi là từ lúc mà em xuất hiện lại, tại vì có một thời gian chững lại là em sanh bé, sau khi mà em quay lại em hỗ trợ mọi người á, bắt đầu từ năm ngoái là em hỗ trợ nhiều, thì có rất là nhiều anh chị, tức là mình tìm đến với em bằng những tấm lòng thật sự, nhưng mà có những anh chị gọi là lợi dụng á, mọi người hiểu từ lợi dụng không, tức là có vấn đề gì cũng hỏi hỏi hỏi, và bản thân em có một cái đặc điểm là ai hỏi thì em cũng trả lời nha, ai hỏi em cũng trả lời. Và nguyên một năm mọi người từng dùng cái khung chat mà em chat với bạn đó là em kéo không hết luôn. Khi mà bạn đó hỏi em một vấn đề chia sẻ, nếu mà bạn nó có nghe được thì bạn nó cũng đừng buồn nha, tức là bạn em hỏi em một vấn đề là chị ơi chị có quen cái công ty nào mà có cái phần gọi là trang trí nội thất ở trong Sài Gòn không, em đang cần. Thì tất nhiên em sẽ lục danh bạ của em là à em ơi chị có cái khách hàng này của chị đang làm, họ đang làm trang trí nội thất ok lắm, em liên hệ đi. Xong rồi các bạn đó bạn liên hệ, bạn liên hệ xong rồi các bạn đòi, bạn liên hệ xong rồi cái khách hàng của em á nhắn tin cho em đó chứ,
Tuyền ơi, hình như cái khách hàng này của em á, họ chỉ là dò giá thôi, họ không có nhu cầu thật sự đâu em, nên là em đừng có giới thiệu cho ai nữa nhé. Mà hình như em đang hỗ trợ cho họ miễn phí đúng không? Họ nói với chị là họ được em hỗ trợ miễn phí 1 năm rồi, không có tốn tiền đâu, nên là họ rất là thích hỏi em. Tự dưng mình cảm giác là giống như kiểu mình đang bị lợi dụng vậy đó. Nhưng mà thực ra là em hỗ trợ với ai, em không cần biết là người ta có lợi dụng mình hay không, nhưng mà các anh chị vui lòng á, là khi nào, bây giờ hiện tại là bận hơn hồi xưa rồi, nên là nếu mà em không có trả lời các anh chị cũng đừng trách em. Bởi vậy nên là kết thúc khóa học thì em cũng rất là mong 2 ngày vừa rồi em đã mang đến được những kiến thức mà các anh chị cần thiết để các anh chị sử dụng phần mềm Misa. Bây giờ còn một cái phần nữa, đó là cái phần mà Satasa gửi tới các anh chị. Như năm ngoái là tụi em cũng kết thúc mỗi một khóa học tụi em sẽ có được một cái chứng chỉ. Mọi người nhìn cái chứng chỉ thử nhé, rất là đẹp. Có danh sách chứng chỉ. Chứng chỉ của Satasa nó sẽ có hình như thế này. Và năm ngoái thì em đã phát cho khoảng cỡ là 100 bạn. Thì năm nay dự kiến là em cũng chỉ phát được tầm đó, và các anh chị nào muốn nhận chứng chỉ, các anh chị vui lòng vào cái cột tiếp theo của cái phần mà cái ô trên cái driver của mình đó, các anh chị gõ cái chữ là muốn nhận chứng chỉ, các anh chị gõ vào đằng sau giùm em, thì em sẽ dựa vào cái nhu cầu của các anh chị, em lấy thông tin để mà gửi tặng cho các anh chị một cái giấy chứng nhận là các anh chị đã tham gia đào tạo, tức là tham gia thực hành trên phần mềm Misa. Chứng chỉ này nó không có tác dụng là các anh chị làm cái gì cả, nhưng mà ít nhất khi mà các anh chị xin việc, trong hồ sơ xin việc của các anh chị cũng có được một cái chứng chỉ là các anh chị đã biết thực hành phần mềm Misa. Đây, nó sẽ là giấy chứng nhận của công ty tư vấn Sài Gòn Satasa ha, và chứng nhận cho các anh chị đã hoàn thành kết kết thúc cái khóa học thực hành trên phần mềm Misa. Và các anh chị vui lòng kiểm tra lại cái địa chỉ để tụi em gửi cái chứng chỉ này cho các anh chị nha, hoàn toàn miễn phí, các anh chị không phải trả bất kỳ một khoản phí nào, kể cả phí ship được không ạ? Khi mà nhận chứng chỉ này thì chỉ mong là khi nhận được chứng chỉ này rồi thì các anh chị sẽ tự tin hơn khi mà chuyển việc làm, đi xin việc, và đặc biệt là các bạn ra trường, các bạn có chứng chỉ này vào thì các bạn sẽ tự tin hơn khi mà có cái hồ sơ xin việc đúng không? Và chứng chỉ này thì em sẽ phải có thời gian là khoảng cỡ 2 tuần để em edit rồi em chỉnh sửa, sau đó em sẽ đi in, sau đó nhân viên của em sẽ đóng gói và chuyển phát đến cho mọi người ha. Rồi thì buổi học ngày hôm nay á, thì qua 2 buổi học thì em thấy em ấn tượng nhất là một bạn, đó là bạn Chu Phương. Bạn rất là nhanh, và có thể là bạn không biết là có xài phần mềm hay không, đã trước đó có sử dụng phần mềm hay không, nhưng mà coi như là bạn đó em sẽ chọn đại diện là một bạn, em sẽ gửi thêm một cái phần quà nhỏ nữa trong cùng cái giấy chứng nhận này để mà gửi tới lớp học của chúng ta như một cái phần quà động viên ha. Thì cái khóa học năm nay thì em kết thúc tại đây, còn từ giờ đến cuối năm thì em không hứa rằng em có thể tạo thành một khóa học nữa hay không. Còn riêng về các phần xây dựng và cái phần thuế giá trị tăng thì chắc chắn em sẽ trả nợ cho mọi người, nhưng mà cho phép em là tại vì cái thời gian này em đang quyết toán khoảng 3 công ty khá là lớn, nên là em đang giải trình số liệu, nên là có thể về cái phần này thì chắc khoảng 2 tuần nữa thì em mới bắt đầu đào tạo tiếp về cái phần giá thành của xây dựng cũng như là cái phần chạy dòng thuế được không ạ? Rồi thì bây giờ mọi người vào trong cái file mà Google Drive á, mọi người đây đây ở cái cột cuối cùng ha, mọi người cho em thêm cái nội dung đó là nhận chứng chỉ. Đúng rồi, ai muốn nhận chứng chỉ thì mọi người chat vô cái khung là muốn nhận chứng chỉ giùm em. Và mọi người phải làm sao ạ? Mọi người vui lòng là kết bạn Zalo với em, và mọi người gửi cho em cái bảng cân đối tài khoản của mọi người. Bảng cân đối tài khoản này nó sẽ phải khớp với lại bảng cân đối tài khoản số liệu mà em đưa ra, tức là bài giống như một cái bài tập thực hành của mọi người vậy đó. Mọi người phải gửi cho em được con số liệu, và em chắc chắn được là mọi người đã hiểu và lên được báo cáo tài chính thì mọi người mới nhận được cái chứng chỉ này, chứ không phải ai muốn nhận là được nha. Còn ví dụ như bản thân bạn nào mà trong quá trình làm vẫn không được thì nhắn Ucha lên lớp: Phương ơi, em có thể hỗ trợ chị để kiểm tra lại những bạn nào mà bạn đang không theo kịp á, để mà hỗ trợ để bạn lên được cái báo cáo tài chính, để mình có thể
có rất là nhiều người nhận chứng chỉ hơn nha. Chứ còn ví dụ như vì một lý do gì đó mà không thao tác nổi thì mọi người lại cảm thấy tiếc đúng không? Rồi, như vậy là lớp chúng ta đến đây là kết thúc nha. Cũng 4 giờ rồi thì mọi người ai muốn nhận chứng chỉ thì vào cái mục nhận chứng chỉ này ghi chứng nhận chứng chỉ và nhớ kiểm tra lại thông tin nhận chứng chỉ giùm em coi là có chính xác hay không nha. Bao gồm số điện thoại nè, địa chỉ nè, họ và tên nè, chứ còn sai họ và tên một cái làm mệt luôn đó. Rồi, như vậy là sau buổi học thì em cũng chúc mọi người là sử dụng phần mềm Misa được một cách là tốt nhất và vận dụng vào trong quá trình thực hành của mình được một cách trôi chảy hơn. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Dạ, em cảm ơn mọi người.